Trạng Design ra đời với sứ mệnh tìm kiếm những nhà thiết kế trang phục dân tộc tiềm năng có thể đồng hành cùng tân Miss Universe Việt Nam 2024, thực hiện một bộ trang phục dân tộc phù hợp và sáng giá để mang đi chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh Miss Universe 2024. Trạng Design là một sân chơi rất là bổ ích, cơ hội cho mình phát triển bản thân mình. Các bạn có đam mê, các bạn làm thời trang nhưng mà các bạn rất ngại với cái cụm từ là một nhà thiết kế thời trang, bởi vì các bạn chưa có một chỗ đứng, một danh xưng hoặc là một giải thưởng nhất định. Thì đây là một cái ý nghĩa rất cao cả đối với những cái bạn trẻ mà đang theo con đường thời trang. Format của Trạng Design nó có sự đổi mới, và cái sự đổi mới của nó giúp cho các nhà thiết kế thể hiện được mình nhiều hơn. Trạng Design cũng là một sân chơi để nhà thiết kế phô diễn được tài năng của mình. Tôi sẽ là Trạng. Các bạn hãy chờ đón sự thể hiện của mình tại Trạng Design năm nay nhé. Giám khảo đầu tiên của Trạng Design chính là nhà thiết kế Nguyễn Minh Công. Là một gương mặt quen thuộc trong hàng loạt các cuộc thi về trang phục dân tộc, anh đã có 9 năm làm nghề, trong đó 5 năm đảm nhiệm vị trí mentor tại hầu hết các đấu trường sắc đẹp trong và ngoài nước. Năm 2021, Nguyễn Minh Công đạt kỷ lục Guinness Việt Nam với bộ sưu tập thời trang mini có chất liệu từ các món ăn của ẩm thực miền Tây Nam Bộ. Năm 2022, anh đạt giải cống hiến sáng tạo. Thành công liên tiếp đến với năm 2023, anh đạt giải nhân vật truyền cảm hứng. Chưa dừng lại ở đó, nhà thiết kế vừa có một thành công vang dội tại đấu trường nhan sắc thế giới Miss International Queen 2024, giúp Á hậu Nguyễn Tường Sang thắng giải Best National Costume với trang phục Mục Đồng Mơ Trưa. Mình là một cái người từng trải qua truyền hình thực tế rồi, và mình hiểu truyền hình thực tế mang lại cho mình cái gì rồi. Các bạn đến đây và các bạn dự thi, Công tin chắc rằng các bạn sẽ được trải nghiệm về tất cả các cung bậc cảm xúc của một nhà thiết kế. Khi mà các bạn được vào top 10 rồi thì các bạn sẽ được định danh là nhà thiết kế thời trang Việt Nam. Công rất vui khi có 10 đồng nghiệp và con sẽ gọi các bạn là nhà thiết kế thời trang tương lai nha. Vị giám khảo thứ hai gọi tên Art Director Môn Đỗ. Cô là thủ khoa mỹ thuật công nghiệp thuộc trường Đại học Văn Lang, có kinh nghiệm 8 năm tham gia các chiến dịch quảng bá cho các nhãn hàng lớn Samsung, Adidas, Nestle. Đồng thời, cô là biên kịch cho các music video đình đám như Con Cưng của Dennis Đặng, Đi Đâu Cũng Được của Du Uyên, Hãy Để Cho Em của Hồ Quỳnh Hương. Hiện tại, model là Art Director của Miss Universe Việt Nam 2024. Cuộc thi Trạng Design được lấy cảm hứng từ cuộc thi đình đa trạng nguyên của ông cha ta ngày xưa Việt Nam chúng ta. Trạng nguyên là một hình thức để tôn vinh những bậc hiền tài của đất nước, là một cái danh hiệu mà bất cứ nhân tài và trí tuệ Việt Nam nào cũng muốn đạt được. Thì tương tự như vậy, thông qua một cuộc thi Trạng Design, chúng ta đang muốn tìm ra một trạng nguyên của giới fashion design. Cùng sự xuất hiện của nhà sản xuất quen thuộc với hàng loạt các chương trình đình đám, Dược Sĩ Tiến. Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn sự hiện diện của tất cả các bạn đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Và Tiến biết được rằng là với 100 thí sinh có mặt ngày hôm nay thì có rất là nhiều thí sinh là ở những tỉnh rất là xa. Các bạn phải đi máy bay hoặc là thậm chí là ngồi xe rất là nhiều tiếng để có mặt ở đây ngày hôm nay. Và Trạng Design cũng như Miss Universe Việt Nam 2024, cảm ơn sự hiện diện của tất cả các bạn. Và với hơn 200 bài dự thi mà chúng tôi nhận được thông qua cổng thông tin online, thì chúng tôi đã có cái sự chọn lọc, đã lựa chọn ra 100 thí sinh để tham dự vào vòng sơ khảo trực tiếp ngày hôm nay của Trạng Design. Thì với Trạng Design, chúng tôi mong muốn tìm kiếm nhà thiết kế xuất sắc nhất, chứ không phải là tìm kiếm những bộ trang phục xuất sắc nhất. Cho nên đến với vòng sơ khảo này thì các bạn sẽ chưa phải được yêu cầu để làm ra những bộ trang phục trực tiếp dành cho các thí sinh, mà sẽ là những bài thi để tìm hiểu và khám phá xem các bạn đã có những kỹ năng gì của một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Đến với Trạng Design nằm trong khuôn khổ của Miss Universe Việt Nam 2024, các bạn sẽ được yêu cầu làm ra 3 bộ trang phục trong một cái mini collection của mình đối với mỗi nhà thiết kế được lựa chọn, để từ đó cho các thí sinh của Miss Universe Việt Nam 2024 dự thi vòng thi tại Việt Nam. Và nhà thiết kế xuất sắc nhất của cuộc thi Trạng Design sẽ là nhà thiết kế đồng hành cùng Tân Hoa hậu Miss Universe Việt Nam 2024.
để làm ra bộ trang phục dân tộc cho bạn ấy đi tham dự vào đấu trường quốc tế. Và Tiến rất là hy vọng rằng là với chặng design năm nay, chúng tôi sẽ tìm được những nhà thiết kế xuất sắc nhất để cùng đồng hành với các thí sinh của Miss Studio Việt Nam 2024 tại Việt Nam cũng như là trên đấu trường quốc tế. Em đến với cuộc thi là tin vào sự đầu tư nghiêm túc của ban tổ chức và chương trình của anh Dược Sĩ Tiến thì lúc nào cũng không làm mọi người thất vọng, hoành tráng và đặc biệt hơn những chương trình khác. Hậu cảm thấy vô cùng hào hứng và phấn khích trước cái sự đầu tư quy mô của chặng design thuộc khuôn khổ của Miss Universe Việt Nam 2024 đầu tư cho những thí sinh có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang như Hậu đây. Xin chào tất cả các nhà thiết kế tương lai. Con rất là vui khi nhìn thấy tất cả các gương mặt rất trẻ, rất năng lượng, rất tài năng ở đây. Với chặng design là một cái format cực kỳ mới về một cuộc thi thiết kế thời trang để tạo cho các bạn những cái định danh nhất định, thực hiện được cái mini collection. Đối với một bạn trẻ thì đó là một cái sự ưu ái quá lớn nhà sản xuất dành cho tất cả các bạn. Tiêu chí của con chấm cho đợt lần này cũng sẽ rất là khắt khe. Với cái danh xưng này thì đòi hỏi các bạn cũng phải có nhiều tư duy, có nhiều kỹ năng, đặc biệt là phải có kinh nghiệm. Con sẽ đánh giá từ portfolio cũng như là những cái tư duy mà bạn sáng tạo trên cái mẫu sketch là cái đầu tiên. Sau đó con sẽ check về kỹ năng của các bạn. Con chúc cho tất cả các bạn ở đây với sức trẻ của mình, với sự năng lượng của mình, với sự sáng tạo của mình sẽ có một cái vòng thi thật tốt. Hào hứng và cũng có một chút lo lắng bởi vì năm nay theo như mình biết thì cũng có khá là nhiều thí sinh mạnh. Bản thân mình cũng gọi là biết người biết ta. Mình cũng có một phần hơi lo lắng nhẹ một chút nhưng mà mình vẫn rất tự tin vào bản thân của mình. Khi tham gia trạng design thì bên cạnh cái phần thưởng giải nhất là 100 triệu đồng, mình muốn đem tác phẩm của mình để trở thành một phần hành trang cho tân hoa hậu để chinh phục đấu trường nhan sắc thế giới Miss Universe. Và điều quan trọng hơn là mình muốn trở thành một nhà thiết kế. Trên cương vị một art director sẽ có những cái tiêu chí riêng của bản thân để có thể đánh giá bài thi của các bạn. Thứ nhất là về phần nội dung ý tưởng, tiêu chí mình đưa ra sẽ gần với cái tên của cuộc thi, vốn là một cụm từ được ghép từ một từ truyền thống và một từ hiện đại. Mình mong muốn cái sự sáng tạo của các bạn sẽ có được những làn gió mới mẻ, chúng ta thổi vào những cái chất liệu văn hóa đã vốn có của Việt Nam chúng ta. Các bạn sẽ trở về với một cái hình thức thể hiện ý tưởng rất là nguyên thủy, đó chính là phải thực hiện một cái bản vẽ tay để giải đề cho hai đề thi sẽ được công bố sắp tới. Các bạn phải thể hiện được, truyền tải vào cái bài thi đó những cái chi tiết nào, những cái chất liệu nào và có thể là những cái dòng nốt nhỏ cho những cái ID bên lề của các bạn. Và mình rất mong muốn ở kỳ thi Sân Đình các bạn có thể cố gắng hết sức để thấy tên mình trên bảng vàng của cuối cuộc thi. Và bây giờ sẽ là lúc mà chúng tôi thu portfolio mà các bạn đã chuẩn bị cộng với phần thi phát thảo đầu tiên của vòng sơ khảo 1 sẽ lựa chọn ra 30 thí sinh đi tiếp vào vòng trong. Chào mừng tất cả các bạn đến với thử thách đầu tiên của vòng sơ khảo chặng design. Và bây giờ tôi xin nhường lại phần giám sát cũng như điều phối thử thách này cho host Nguyễn Minh Công và giám khảo Art Director Mondo. Và sau đây là đề thi của các bạn. Trên đây là hai đề thi. Các bạn sẽ hoàn thành bản vẽ tay trong một trong hai đề trong vòng 60 phút. Thời gian sẽ được phép bắt đầu. 100 sĩ tử sẽ cùng tranh tài với hai đề bài của giám đốc sáng tạo đề ra cho vòng loại của trạng design Sen trồng giếng ngọc và con trồng cháu tiên. Phát thảo chì ở đây chúng tôi sẽ đánh giá qua nét vẽ cũng như là cách tư duy của các bạn. Các bạn không cần vẽ quá đẹp đâu, nhưng mà các bạn phải có đầy đủ tư duy cũng như là có được cái sự sắp xếp trong bố cục của cái hình họa để cho khi mà chúng tôi nhìn vào chúng tôi vẫn mường tượng ra được đó là một bộ trang phục đẹp và đúng chủ đề.
chuyện ID nó sẽ phải bao gồm cái chuyện mà các bạn có thể vẽ. Và cái chuyện vẽ đẹp thì nó rất là một lợi thế rất là mạnh cho các bạn trong cái vòng này. Nhưng mà bên cạnh đấy, đối với mình, cái tiêu chí mà mình chấm thì có thể là có những cái điểm rất là nhỏ, như là những cái cách mà các bạn nốt về cái ID của mình trong cái bài thiết kế thì mình cũng sẽ ghi nhận luôn. Wow, em vẽ màu luôn hả? Vòng vòng thi này thật ra là cũng không cần vẽ màu đâu. Bây giờ em dừng lại đi. Bây giờ mình sẽ note cái phần mà ý tưởng thêm để cho ban giám khảo. Tại vì mùa hồng mình sẽ không có được trò chuyện với ban giám khảo, mình sẽ làm việc trực tiếp qua bản sketch đó. Nên em note cái phần ý tưởng của em, ý tưởng như thế nào, rồi làm như thế nào. Với hai chủ đề khá là mở rộng, xen trong giếng ngọc và con rồng cháu tiên, và trong thời lượng là 60 phút, bản thân mình sẽ không đòi hỏi những cái bài thi nó phải hướng đến một cái độ hoàn thiện 100%. Cố gắng xem kỹ những chi tiết, kể cả những cái dòng nốt trong bài thi của các bạn, để hiểu được hết những điều mà các bạn muốn truyền tải qua cái bài thi của mình. Và những cái ID đấy nó phải thuyết phục mình thì mình mới xét tới những cái khía cạnh khác. Chúng ta sẽ tập trung vào các kỹ năng mà các bạn có thể thể hiện được những cái ID của mình qua cái hình thức cơ bản nhất, chính là vẽ tay. Mình chọn vào đề thi là sen trong giếng ngọc, thì mình phân tích bằng những cái hình ảnh là sen, giếng và ngọc. Mình thể hiện hình ảnh một người phụ nữ có cái sự dịu dàng cũng như là cái sự mạnh mẽ, để thể hiện cho người phụ nữ Việt Nam kiên cường bất khuất. Đôi khi một bộ đồ chiến thắng trong một cuộc thi thì nó lại có thể là không phù hợp với cái người chiến thắng trong cái cuộc thi đó. Thì em nghĩ là tiêu chí của chương trình năm nay thì sẽ giúp cho chương trình có được một nhà thiết kế thật sự là xuất sắc, để kết hợp với ban tổ chức và có thể là mang được câu chuyện của người cô hoa hậu đó đem đi đến đấu trường quốc tế một cách chân thực nhất và có thể là phù hợp với cô hoa hậu này nhất. Rồi đầu tư bây giờ vẽ 3 mẫu luôn, chỉ cần vẽ một mẫu thiết kế thôi nha. Các bạn thí sinh ơi, chúng ta còn 3 phút để thực hiện bài thi của mình, các bạn tranh thủ nha. Thì mình đã chọn con rồng cháu tiên. Con rồng cháu tiên là một cái rất là gần gũi với mình và mình có thể làm tốt được với nó. Cái mood trang phục của mình muốn mang tới Miss Universe đó chính là một người phụ nữ mạnh mẽ, chi tiết và những họa tiết, những đường nét, chất liệu và tinh thần nó kiên cường. Còn 1 phút 30 giây, bài thi của các bạn sẽ phải kết thúc. Cố gắng tận dụng những thời gian cuối cùng của mình để có thể hoàn thành cái sketch thật sự chỉnh chu nha các bạn. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ làm bài. Với format của chặng design năm nay, đó chính là tìm ra một nhà thiết kế để thiết kế bộ trang phục đồng hành cùng với Tân Hoa Hậu tại đấu trường nhan sắc Miss Universe. Nó sẽ khác với những cái tiêu chí mà các cuộc thi trước đây em đã từng tham gia, mà nó còn giúp tụi em phá bỏ được giới hạn của mình, học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm, trau dồi thêm để có thể hoàn thiện bản thân mình tốt nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã hoàn thành bài thi ngày hôm nay. Sau 60 phút thể hiện ý tưởng trên bản sketchy, các thí sinh đã có cho mình những bản phác thảo đầu tiên. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần chấm điểm và lựa chọn từ ban giám khảo. Với công nghệ hiện đại bây giờ chị, em thấy các bạn cũng sẽ thường là sẽ vẽ máy nhiều, nên khi mà mình quay ngược lại cái việc mà vẽ tay như vậy cũng sẽ là một cái thử thách. Em đang thấy nó đang hơi trẻ con chị ha. Để định danh một nhà thiết kế thì em nghĩ nó cần phải có nhiều cái hơn. Có những bạn vẽ rất bay rất đẹp nhưng cái độ thực thi của nó không cao. Khi mà công nhìn vào một mẫu phác thảo thì công phải cảm nhận được nó có tính thực thi cao để có thể chọn nó được vào vòng trong. Chưa thấy nó đúng tiêu chí của chị, là nó có cái gì nó lạ hơn trong cái cách thấy. Thật ra em sẽ nhìn cái sketch đầu tiên, rồi sau đó em mới sẽ tập trung vào em nhìn cái CV của các bạn á. Đa phần á bây giờ các bạn sẽ nhờ mọi người diễn họa cho, thì mình sẽ cũng không đánh giá được năng lực của các bạn qua cái CV này. Chị nghĩ là lúc mà chị đọc detail của bạn này thì chị đang khá thích.
Nên có thể là mình consider lại bạn này một tí. Ok. Các bạn phải thể hiện mà nổi bật, có một cái sự lạ trong cái kiểu mà các bạn phát triển cái đề tài. Sẽ có nhiều cách giải đề á, thì chị luôn phải nhấn mạnh cái yếu tố mà sáng tạo của các bạn trong cái cách giải đề, làm sao mà nó mới á. Thì cái này đối với chị nó quá an toàn để mình consider. Đây, đây là một trong những bài chị thích lúc mà chị để đi coi, lúc mà mình với các bạn gần hết giờ. Thì mình sẽ chọn bài này nhé. Wow. Rất, rồi, rất là đầu tư nha, viết một bài thuyết trình. Từ nãy giờ em mới tìm thấy điểm sáng của chương trình của mình nha. Rất là nhiều bài tốt trong cái này luôn. Nếu em có thể chọn, em có thể chọn được. Em muốn chọn bài này. Chị cũng đồng ý. So với bài này và bài này thì chắc chắn em sẽ chọn bài này. Chính rồi. Một cái portfolio rất là xịn nha. Và trong một tiếng thì các bạn ấy có thể gần như là hoàn chỉnh cái ID luôn này. Ôi bài này dễ thương quá. Dễ thương ha. Bạn khai thác cái hình ảnh con rồng trên cái trang phục cổ phục luôn. Và nó có cái gì đó rất lạ trong cái tạo hình. Đúng rồi, nếu mà làm được cái hiệu ứng này ấy cũng hấp dẫn đó nha. Ok. Đây là những cái minh chứng cho chị thấy là khi mà bạn có cái sự hỗ trợ từ người khác và bạn sẽ tự vẽ, nó sẽ khác. Tức là bây giờ các bạn hay dùng những cái phương pháp là minh họa thời trang để có thể nhờ những người khác để tạo nên cái mẫu thiết kế cho mình đó. Nó cũng là một cái lợi thế, nhưng mà rõ ràng ở cuộc thi của mình lại không phải là lợi thế nha. Tại vì mình đã đòi hỏi kỹ năng thể hiện ID từ nhà thiết kế. Host Nguyễn Minh Công và Art Director Môn Đỗ đã thống nhất 30 cái tên tiềm năng bước đến vòng thi tiếp theo. Ngay sau đây, hãy cùng chờ xem top 30 sẽ gọi tên thí sinh nào. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với phần công bố kết quả của thử thách 1 vòng sơ khảo chạng design. Tiến với vai trò là nhà sản xuất của Miss Universe Việt Nam 2024 cũng như là của chạng design, trước khi công bố kết quả muốn dành cho tất cả các bạn một cái lời cảm ơn vì sự kiên nhẫn cũng như kiên trì của các bạn tới giờ này. Chúng ta có tới 100 thí sinh, chúng tôi phải xem lại hết toàn bộ cái portfolio của các bạn cũng như là phải xem rất là kỹ càng 100 cái bài thi của các bạn. Cái việc các bạn có mặt ở đây ngày hôm nay, đứng tại đây đã thể hiện được cái tinh thần đầu tiên là cái tinh thần yêu cái nền văn hóa Việt và cũng như là cái khao khát muốn trở thành một nhà thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Universe Việt Nam 2024. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn. Công xin chúc mừng tất cả các bạn đã có những bài thi thật sự xuất sắc trong vòng một tiếng đồng hồ. Tất cả các bạn có những cái ý tưởng sáng tạo dựa trên hai cái câu đối của chúng tôi. Nhìn thấy tất cả các năng lượng trẻ cũng như là các tư duy trẻ đó hình thành lên một bộ sưu tập thì Công tin chắc rằng nó sẽ là một bộ sưu tập đẹp. Đa số các bạn đang sẽ follow theo đúng từng câu nghĩ đen cái đề bài của chúng ta. Thì mình muốn các bạn nghĩ thoáng hơn, cái tính concept trong cái bộ trang phục của mình nó mạnh hơn. Ví dụ cụm sen trong giếng ngọc cũng không nên hẳn là chỉ giải nghĩ nó theo cái kiểu là một đó hoa sen trong giếng ngọc. Có nhiều bạn rất là có về kiến thức là hiểu đó là một cái câu nói của Mạc Đỉnh Chi, thì các bạn ấy đã đưa ra một cái concept Lưỡng Quốc Trạng Nguyên để nói về Mạc Đỉnh Chi. Đó là một kiểu mà mình rất thích. Giải nghĩ theo cái hướng sen trong giếng ngọc thì nó hơi cái kiểu là băng thanh ngọc thiết, và các bạn ấy tạo ra một cái bộ trang phục cho một tiểu thư. Đó là một cách giải đề nó rất là sáng tạo. Và tất nhiên bởi vì ngày hôm nay chúng ta có tới tận 100 thí sinh đã được sàng lọc bước 1 thông qua các bài dự thi online rồi. Nghĩa là các bạn 100 thí sinh đây đều là những nhà thiết kế tương lai rất là tài năng. Chúng tôi bắt buộc phải lựa chọn ra 30 bài vừa đẹp và vừa có cái tính sáng tạo tốt nhất. Bởi vì những bạn làm quen với cái việc sáng tạo, các bạn sau này khi mà bước vào cái hành trình tiếp theo để đến với Miss Universe Việt Nam, các bạn sẽ phải sáng tạo rất nhiều. Bởi vì những nhà thiết kế mà chúng tôi lựa chọn sẽ phải có một cái đầu óc tổng hợp về trang phục, về thiết kế, kết nối ba bộ trang phục với nhau để kể một câu chuyện, có những cái hiểu biết nhất định để phối hợp với âm thanh, với ánh sáng, với sân khấu để tạo thành một màn trình diễn thuyết phục nhất, nhằm kể tốt nhất câu chuyện về dân tộc, về điển tích, điển cố thông qua cái phần trình diễn trang phục dân tộc. 30 nhà thiết kế được lựa chọn ngày hôm nay là 30 nhà thiết kế có phần hơi nhỉnh hơn một tí xíu trong cái khả năng tư duy sáng tạo, sắp xếp được cái thời gian của mình trong vòng 60 phút một cách hiệu quả nhất. Và Tiến hy vọng là 70 nhà thiết kế còn lại sẽ không vì cái sự từ chối ngày hôm nay mà đánh mất đi niềm yêu thương của mình đối với thời trang cũng như đối với văn hóa Việt. Và chúng tôi hy vọng rằng 70 nhà thiết kế bị từ chối ngày hôm nay sẽ lại tiếp tục là 70 gương mặt sáng giá nhất của chạng design mùa thứ 2. Đầu tiên xin chúc mừng Đặng Trần Đăng Khôi, số báo danh 2. Wow.
Tiếp theo xin chúc mừng Võ Văn Còn, số báo danh 57. Xin chúc mừng Nguyễn Ngọc Hải, số báo danh 13. Dương Huỳnh Phát, số báo danh 19. Dư Gia Đạt, số báo danh 25. Đặng Hoài Phong, số báo danh 29. Nguyễn Huy Hoàng, số báo danh 37. Trần Bảo Phát, số báo danh 40. Dương Trọng Đức, số báo danh 35. Lê Nguyễn Toàn Thắng, số báo danh 31. Nguyễn Anh Khương, số báo danh 50. Đặng Hoàng Nam, số báo danh 104. Nguyễn Việt Hưng, số báo danh 45. Nguyễn Hữu Quý, số báo danh 43. Nguyễn Hoàng Huân, số báo danh 41. Trước khi đọc tên 15 thí sinh còn lại, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng là tại sao Trạng Design năm nay lại có những cái tiêu chí lựa chọn hơi tương đối gắt gao một tí và chúng ta lại có nhiều phần thi. Bởi vì Trạng Design là một cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế trang phục dân tộc xuất sắc nhất nằm trong khuôn khổ của Miss Universe Việt Nam 2024, nghĩa là những nhà thiết kế này bắt buộc phải có khả năng thực thi và sản xuất được bộ trang phục giống nhất với cái bộ thiết kế của mình nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất phần thi của các thí sinh Miss Universe Việt Nam 2024. Cho nên ngày hôm nay, bên cạnh cái việc lựa chọn từ bản vẽ tay của các bạn, chúng tôi cũng phải xem qua portfolio để đảm bảo rằng là các nhà thiết kế được lựa chọn ít nhất phải là những người có khả năng thực thi và sản xuất được cái bộ trang phục đó. Và cũng chính vì vậy rất mong các bạn sẽ thông cảm, bởi vì Trạng Design là một cuộc thi nhằm mục đích phục vụ và tôn vinh những vẻ đẹp của các thí sinh Miss Universe 2024. Và chỉ có như vậy thì cái bộ trang phục của chúng ta mới được nhiều người biết tới. Và chính vì vậy cái tính khả thi là một trong những yếu tố chúng tôi đặt lên hàng đầu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc 70 nhà thiết kế không được chọn không phải vì các bạn không có thiết kế tốt, không phải vì các bạn không có bản vẽ tốt, mà chỉ đôi khi là portfolio của mình nó chưa có nhiều những cái kinh nghiệm trong cái việc sản xuất ra cái bộ đó mà thôi. Và Tiến hy vọng rằng trong thời gian 1 năm từ đây cho tới Trạng Design năm sau, các bạn sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để làm đầy cái portfolio của mình với nhiều cái kinh nghiệm về khả năng sản xuất và thi công hơn. Với 15 cái tên tiếp theo thì sẽ không làm 70 cái tên còn lại, các bạn sẽ phải buồn. Bây giờ Tiến xin phép được công bố 15 cái tên tiếp theo. Nguyễn Ngọc Tứ, số báo danh 77. Đoàn Phước Thiện, số báo danh 78. Nguyễn Duy Hậu, số báo danh 79. Cù Hoàng Long, số báo danh 71. Nguyễn Minh Chiết, số báo danh 89. Đỗ Khoa, số báo danh 85. Phạm Minh Hiếu, số báo danh 80. Chúc mừng Huỳnh Thành Phát, số báo danh 81. Lương Đức Minh, số báo danh 65. Trần Anh Vũ, số báo danh 62. Nguyễn Hùng Bảo, số báo danh 60. Bùi Hoàng Ân, số báo danh 61. Xin chúc mừng Hà Duy Thịnh, số báo danh 101. Đặng Trần Trí, số báo danh 100. Và thí sinh cuối cùng, Võ Thành Đạt, số báo danh 93. Chúc mừng 30 bạn thí sinh đã được bước tiếp vào thử thách tiếp theo của vòng sơ khảo. Và một lần nữa trước khi chia tay tất cả các bạn, anh nghĩ rằng là nhà thiết kế Nguyễn Minh Công cũng như là Art Director Môn Đỗ sẽ có những chia sẻ với 70 thí sinh còn lại để cho các bạn có thêm động lực bước tiếp trên chặng hành trình chạm tay tới giấc mơ trở thành một nhà thiết kế trang phục dân tộc nổi tiếng. Khi mà tụi em phân tích đề cũng như là khi tụi em á bóc tách những cái cấu tứ trong một cái đề văn ra để khi mà tụi em bỏ vào trong một cái bộ trang phục thời trang á, nó vẫn phải giữ được nguyên trọn vẹn cái ý tưởng đó, nhưng mà vẫn phải thời trang. Có chăng đi nữa thì các em vẫn chưa hiểu đề, nhưng mà anh vẫn thấy cái sự sáng tạo của tụi em và anh rất là mong muốn á là những cái mùa thi tiếp theo sẽ được gặp những gương mặt này nữa để có thể anh và cùng chị Mon cũng như anh Tiến thử sức một lần nữa với tụi em cũng như sẽ cho tụi em những cái trải nghiệm mới hơn. Các bạn cố lên nha. Trong những trường hợp này á thì không có nghĩa là các bạn thất bại hay là kém tài năng, mà các bạn có phù hợp với yêu cầu của đề bài và yêu cầu của nhà sản xuất đưa ra hay không mà thôi. Và mình được biết là trong số thí sinh năm nay có những bạn mà chỉ mới 12 tuổi thôi mà đã có thể có can đảm để đi lên dự thi. Đối với mình là từ bản thân các bạn đã là một cái nguồn động lực lớn cho mình để hoạt động nghệ thuật tiếp rồi. Các bạn hãy nhớ là mỗi các bạn đều sẽ có một cái giá trị, và cái giá trị đó
nó sẽ được tỏa sáng ở một cái điều kiện và ở một cái nơi mà phù hợp cho các bạn. Các bạn á vẫn là tự tin và vẫn là giữ được cái tình yêu của mình đối với cái bộ môn nghệ thuật mà mình theo đuổi, thì ngày nào đó các bạn sẽ đạt được cái ước mơ và cái hướng mà các bạn muốn vươn đến. Anh hy vọng là sự từ chối của chàng design năm nay sẽ không khiến các bạn không hiện diện trong những cuộc thi dành cho các nhà thiết kế tiếp theo mà anh sản xuất. Cảm ơn, xin chào tạm biệt 70 bạn chưa được lựa chọn và chúc mừng 30 bạn thí sinh tốt nhất ngày hôm nay sẽ bước vào thử thách tiếp theo. Xin chào mừng top 30 thí sinh xuất sắc nhất của trạng design. Và bây giờ sẽ là lúc tôi sẽ giới thiệu một thành phần ban giám khảo mới sẽ xuất hiện ở đây cùng với các bạn. Xin trân trọng giới thiệu giám đốc sáng tạo Dennis Tăng. Xin chào tất cả 30 thí sinh trạng design. Và hy vọng rằng ngày hôm nay 30 thí sinh của chúng ta sẽ có một phần thi thực sự xuất sắc và để cho tất cả ban giám khảo có thể lựa chọn top 10 đi vào vòng trong. Cảm ơn Dennis Tăng. Và bây giờ tôi xin nhường lại phần giám sát cũng như điều phối thử thách 2 của vòng sơ khảo trạng design cho nhà thiết kế Nguyễn Minh Công, Art Director Mon Đỗ và giám đốc sáng tạo Dennis Tăng. Chúc các bạn may mắn. Các bạn sẽ có 90 phút để làm bài thi tiếp theo. Ở đây các bạn sẽ phải thiết kế một bộ trang phục được phát triển trên chủ đề mà các bạn đã chọn ở vòng thi trước đó. Sẽ là một vòng thi thử thách các bạn ở yếu tố chi tiết và phát triển ý tưởng. Sau 90 phút này, các bạn sẽ tiếp tục có 2 phút để thuyết trình về ý tưởng sáng tạo của mình đến với ban giám khảo. Đây là cuộc thi dành cho nhà thiết kế thời trang. Những cái bản vẽ của các bạn phải là bản vẽ phác thảo thời trang. Các bạn sẽ lên màu cũng như chi tiết, detail của tất cả các bộ trang phục. Các bạn phải hiểu được các bạn đang làm gì. Chúng ta sẽ có thời gian thuyết trình bằng lời, nên là 90 phút này mình hy vọng các bạn hãy tập trung thể hiện được cái bản vẽ thiết kế. Và phần thi thứ hai của vòng sơ khảo cuộc thi trạng design trong khuôn khổ Miss Universe Việt Nam 2024 xin được phép bắt đầu. Đó là gợi ý của chị thôi nha, còn cái quyết định là phải của mình nha. Cái đẹp, cái body curve, dù sao khi mà ấy thì phải tôn cái body curve phụ nữ lên. Bên trên đang như này thì phải khoe được chân dài. Boy bớt cũng được, để mình giữ lại nó chỉ còn là một cái sketch thời trang thôi, đừng có nốt nhiều quá nữa. Tức là bây giờ hai cái bản vẽ của mình trình bày với ban giám khảo á, nó sẽ là bản vẽ thời trang, bản sketch thời trang, bản phác thảo thời trang, nên không có cần viết nhiều nữa. Tại một hồi mình sẽ được gặp ban giám khảo để nói chuyện á. Lúc vẽ thì mình phải xác định rõ cái mục đích mà mình sẽ thuyết trình luôn nha. Tại vì 2 phút nó rất là gọn ấy. Mình vẽ thêm một bản. Và lúc mà mình thuyết trình thì mình sẽ thuyết trình về 2 bản của mình đã thực hiện trong cùng một chủ đề. Thì tốt nhất là 2 cái bản của em để bên cạnh thì nó phải có cảm giác của một collection á. Đánh đố các bạn là sẽ phải là tính nhất quán của một bộ sưu tập. Tức là thật ra nó chỉ có 2 bộ thôi, nhưng mà là mình phải làm sao để cho cái tổng thể nó trở nên hoàn chỉnh. Anh thấy idea này đang rất tốt để mà thực sự thuyết phục ấy. Em add thêm cho anh một hiệu ứng trên bộ trang phục. Ví dụ như là rút cờ. Tại vì thời gian rất là ngắn, mình không thể quá nhiều thời gian để mà nghĩ quá nhiều thứ sáng tạo. Nhưng mà ví dụ một cái hiệu ứng nhỏ thôi thì lát nữa khi mà em present cái bài thuyết trình của mình, em sẽ có cái để mà em present nó hoàn hảo hơn. Thì bây giờ tính cho anh một cái cách để phát triển cái này, ví dụ như thêm cờ hoặc thêm hiệu ứng bất ngờ ở đâu đấy. Em phát trên bộ thứ hai, em có thể phát triển dựa trên bộ thứ nhất để thành bộ thứ hai cũng được. Tức là em nhấn vào cái giai đoạn. Cố gắng làm sao đừng, bởi bộ thứ hai đừng hở quá. Nó đang bị thời trang quá so với cái chủ đề của mình. Nhìn từng bài thi thì Dennis bất ngờ. Tại vì không nghĩ trong một thời gian ngắn các bạn có thể hoàn thành được những bản thiết kế mà Dennis nhìn vào là biết mình có thể có được những ý tưởng sáng tạo gì nằm trên sân khấu ngay tức thời luôn. Và đây cũng là một cái điều mà Dennis cảm thấy rất là tự hào về cuộc thi trạng design năm nay. Top 10 chắc chắn sẽ rất là khó để có thể gọi tên được. Cái bộ của em á, thì lát nữa em phải thuyết trình ở cái khả năng thực hiện, cái nhất là cái phần trên của em. Ví dụ em phải đưa ra được một cái phương án nào đấy nó có khả thi thực hiện. Tại vì tụi chị rất là thích cái ID này lúc mà em phát triển cái phần trên. Mà tụi chị đang còn là rất là băn khoăn là không biết là nó có thể ra thực tế được hay không á. Là em phải nghĩ luôn phương án trong lúc này nha.
chọn chủ đề sen trong giếng ngọc. Nhân vật mà em lấy ý tưởng đó chính là nữ trạng nguyên đầu tiên của Việt Nam, đó chính là bà Nguyễn Thị Duệ. Mặc dù là sinh ra trong cái hoàn cảnh khó khăn, thân phận nữ nhi, nhưng mà bà vẫn cố gắng cải nam trang để lén học tập và thi đỗ trạng nguyên. Vua rất là trọng dụng và ghi danh bà trong lịch sử của Việt Nam. Là lo lắng, nhưng mà khi đã đến đây rồi thì mình sẽ chiến đấu hết mình, thỏa cái niềm đam mê. Mình mong là ba thiết kế của mình sẽ được ban giám khảo đón nhận và cho mình một cơ hội ạ. Còn đúng một phút nữa, các bạn tập trung nhanh chóng hoàn thiện bài của mình nha. Cố lên tất cả các bạn, tất cả các sĩ tử. 10 giây 9 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kết thúc. Hết giờ. Chúc mừng các bạn đã kết thúc phần thi này. Chúng ta sẽ có 2 phút để thuyết trình bài thi của mình với ban giám khảo. Xin kính chào quý ban giám khảo, em tên là Hoàng Khương. Em sẽ tạm gọi nó là Ngọc Liên. Và cái hình ảnh sen trong giếng ngọc đầu tiên em nghĩ trong đầu đó là một hình người con gái cao sang, thuần khiết, quý phái, với một chiếc áo yếm mang trọn cái vẻ đẹp mềm mại nữ tính, nhưng mà vẫn cao sang và quý phái. Cái bộ trang phục đầu tiên thân đó là áo yếm cách điệu một bên, tạo một sự khác biệt so với bộ trang phục thứ hai của em. Và bộ trang phục này nó có một cái phần áo khoác bên ngoài. Đầu tiên thì mình mặc cái áo khoác bên ngoài sẽ che luôn một cái phần chân ở dưới. Khi mà mặc như vậy mình cảm giác như là một cái đóa sen trắng được nâng niu bởi một cái lá sen màu xanh. Phần dưới em sử dụng phương pháp wrapping bằng một cái lưới đăng trong suốt. Và khi mà xếp nếp đó lại với nhau á, nó giống như là một cách xếp nếp của các cánh sen với nhau. Bộ trang phục thứ hai em vẫn tiếp tục sử dụng cái form áo yếm nguyên thủy, đính kết full cái bức họa sen màu xanh ngọc. Phía bên ngoài em sẽ sử dụng phương pháp wrapping, và phương pháp này đang rất là hot ở trên thế giới. Cả hai bộ trang phục của em anh nhìn và anh thấy rất thích, bởi vì tính thời trang rất cao. Để kể được câu chuyện của dân tộc thì mình phải làm cho cái bộ trang phục này nó ở một cái tầng cao hơn nữa. Hồi trước đây mình sẽ nhìn vào trang phục dân tộc, nó sẽ hoành tráng, nó sẽ nhiều chi tiết, nhiều hiệu ứng để kể được câu chuyện đó. Nhưng vô tình cái việc mình đưa quá nhiều những cái đó vào thì cái tính thời trang nó giảm đi. Cái bài toán anh đưa ra ở trạng design này là làm sao vừa phải kể được câu chuyện mà tính thời trang vẫn phải cao, để những bộ trang phục này bên cạnh cái việc trình diễn một lần trên sân khấu cuộc thi hoa hậu thì hoàn toàn những bộ trang phục này có thể được sử dụng để đi thảm đỏ. Khi mà bộ trang phục nó có thể xuất hiện ở nhiều nơi, câu chuyện nó được kể sẽ lan rộng hơn. Em đã cho anh thấy được cái cốt lõi thời trang trong đây rồi, và nếu muốn kể thêm một cái chi tiết nào đó để nhấn nhá cho ra cái cho câu chuyện dân tộc nó nhiều hơn thì thật ra anh nghĩ là khi làm việc chung với nhau và có nhiều người cùng nghĩ tiếp em thì sẽ có những cái chi tiết nhỏ mình thêm vào nữa thì câu chuyện dân tộc nó sẽ đậm nét hơn. Bộ trang phục thứ nhất á, thì em chỉ nói về cái phần áo tròn là cái phần mà chị để ý nhất lúc mà em phát thảo cái bộ đầu tiên đấy. Nhưng mà chị đang chưa hiểu được về tính chất vật lý á, em vẽ hình là như thế, nhưng mà ví dụ là ở ngoài thực tế á thì nó có cách nào để mà nó ra được đúng cái form giống như một cái lá sen như em đang vẽ không? Em là một người đang làm thiết kế và em có 3 năm kinh nghiệm. Em đã vẽ thì em chắc chắn sẽ làm được. Và cái áo choàng này em được sử dụng với phương pháp đó là dập bồng ở trên vải taffeta. Phương pháp này nó rất là hiệu quả đối với cái việc làm những cái áo to của các nhà mốt trên thế giới, người ta sử dụng rất là nhiều. Em nghĩ là trong tầm tay của em rất là dễ dàng để làm được ạ. Ngoài cái tính thời trang mà anh Tiến đề cập đối với anh, cái này là cái mà tất cả mọi người đang tìm kiếm trong cuộc thi lần này, cái sự ứng dụng của nó. Bộ màu trắng ấy, bộ trang phục này hoàn toàn cũng có thể trên sân khấu của National Costume, nhưng mà cũng có thể xuất hiện trên sân khấu trang phục dạ hội được luôn á. Anh rất thích, bản thân em là một cái người đang sử dụng màu sắc rất tiết chế trong 2 tông màu thôi, nhưng mà nó đã khắc sâu được cái concept này. Nếu được chọn một cái hiệu ứng đặc biệt, sắp xếp một phần trình diễn gì cho 2 bộ đồ này thì em đã từng nghĩ đến cái không gian hay là một cái gì đấy đặc biệt để tạo nên cho 2 bộ trang phục này trở nên thú vị trên sân khấu chưa? Lý do em chọn 2 màu sắc này bởi vì 2 màu sắc này đều mang một cái đặc điểm chung, đó là đại diện cho sự thuần khiết trong trắng. Khi kết hợp lại với nhau thì mọi thứ nó tạo nên một cái bản họa sắc rất là đẹp. Suy nghĩ trong đầu của em khi 2 bộ trang phục xuất hiện với một sàn diễn nước
Và dưới cái sàn diễn nước đó sẽ có những cái đèn LED ở phía sau background. Nó là những cái vườn sen, mà vườn sen sẽ là những cái hiệu ứng AI, những cái hiệu ứng mang cái tính chất futuristic, cái màu sắc mang hơi hướng hiện đại, để em muốn có thể là cái nền nó có thể tôn vinh thêm bộ trang phục của em nữa. Em đã từng làm việc với Khương rồi và em biết chắc chắn là khi mà bạn vẽ những cái mẫu thiết kế này thì sẽ làm được đẹp hơn cả bản vẽ nữa. Hy vọng là em sẽ nằm trong top 10, để anh muốn coi là nếu như em được giao một cái đề bài nào đó, em sẽ triển khai nó cũng thời trang và cũng hiện đại như vậy bằng cách nào. Dạ, em xin cảm ơn. Ok, cảm ơn em. Đây là một trong những bài anh thích nhất, xuất sắc. Dạ, xin chào ban giám khảo, em tên là Quỳnh Hữu Quý. Cái đề bài của bên mình là sen trong giếng ngọc, thì em nghĩ ngay tới câu nói đó là trong đầm dịp đầy bằng sen, lá xanh bông tráng lại che nhì vàng, cần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Qua câu nói đó thì em cũng nghĩ tới một cái phẩm chất của con người vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn, dựa vào cái năng lực cũng như là cái trí tuệ của bản thân mình để đạt tới một cái thành tựu tiêu biểu là Mạc Đĩnh Chi. Cái câu chuyện của Mạc Đĩnh Chi thì là em dẫn dắt ba bộ trang phục từ một cậu bé nghèo khó diễn thổi sáo, rồi sau sẽ bước qua một cái màn hình chiếu đó mình sẽ chiếu bóng cậu bé đèn sách qua năm tháng, rồi sau đó sẽ bước ra là pháo hoa động bộ tung lên để trạng nguyên là trang phục trạng nguyên bước ra. Thứ ba thì là em dựa vào cái câu chuyện của Mạc Đĩnh Chi khi vào cung đổ trạng nguyên, thì nhà vua không có muốn là Mạc Đĩnh Chi là đứng đầu bảng, bởi vì là với ngoại hình xấu xí và nhỏ bé, Mạc Đĩnh Chi thì dùng tài năng của mình để viết lên cái bài thơ là sen trong giếng ngọc. Thì trong cái bài thơ đó thì em khai thác hình ảnh đó là sen, đó là ẩn dụ cho là Mạc Đĩnh Chi. Còn trong giếng ngọc thì đang nói về một cái triều đại, triều đình thời đó, thì em sử dụng cái hình ảnh là cái những cái máy đình của cái thời đó để tạo nên cái nón quay thao. Cái sen thì là ở trung điểm và lớn, tượng trưng cho một cái phẩm chất vượt khó, dựa vào năng lực bản thân để đạt tới thành tựu. Hoa sen này em muốn nó được phát sáng. Trong lúc biểu diễn thì người mẫu múa thêm cái điệu sen cũng để kết thúc cái tiết mục của mình, đó là sự vui mừng chào đón cho một cái thành quả tốt đẹp với sự nỗ lực bao nhiêu năm vất vả của mình. Cảm ơn một bài thuyết trình rất hay của em. Anh đang thấy em rất là thông minh. Cùng thời gian của như các bạn mà em vẽ ba mẫu thiết kế thôi, cái mẫu trang phục là cái mẫu đầu tiên của em đúng không? Dạ, nhưng đúng mà rồi. Sau khi được ban giám khảo nhận xét cho mình cơ hội để mình được đổi cái phần mà idea giải đề, thì bắt đầu em sẽ giải đề bằng một cái cách khác. Dạ đúng chứ rồi. Thật ra nó không phải là một bộ sưu tập nha. Dạ đúng rồi. Khi tại vì rõ ràng mình nhìn vô mình thấy nó không có liên quan nhau, nhưng mà cái cách em dẫn dắt cho mọi người hiểu được cái vấn đề em đang khai thác như thế nào thì anh thấy là đó là một cái sự thông minh của em, và đây là một cái kỹ năng mà của một nhà thiết kế tương lai cần có, hay về màu sắc khá là bắt mắt. Cảm ơn em, giờ anh xin tặng cái này cho Hương Ly nha anh, giám đốc quốc gia cô bé Trân Châu. Nếu mà không biết em có đậu hay không, nhưng mà em cho anh xin bản này tặng Hương Ly nhé. Cảm ơn em. Cái điều ấn tượng ở em ấy là chính là cái việc chơi màu sắc ấy. Từ đầu đến giờ các bạn thường chơi những cái tông màu rất là quen thuộc như đỏ với vàng thường nhiều, nhưng mà ở em anh đánh giá cao là khi mà biết mix cái tông vàng nhạt với sang xanh dương, song sang xanh lá nữa, thì là một cái rất là thú vị. Thuyết trình của em để dẫn dắt câu chuyện thì đấy cũng có thể trở thành một concept được. Không phải khi nào một concept là những cái sự đồng nhất đấy mình chỉ toàn thấy bằng mắt thường nha. Không, cái concept còn thể hiện ở đây trên phần trình diễn của mình đôi khi là chính là cái storyline, chính là cái câu chuyện mình dẫn cho tiết mục đấy. Và anh tin là với cái cách dàn dựng của em như là một người đạo diễn sân khấu, về cái việc là em tính là đổ bóng ở đây, diễn ở đây, xong bên kia là tinh thần như nào, thì hoàn toàn ba bộ này đều trở thành một collection được. Cái bản đầu mà em tự cảm nhận á thì nó đang ở cái tính hiệu quả hơn. Qua lần thứ hai á, mặc dù chị rất là thích cái câu chuyện mà em dẫn dắt á, nhưng về cơ bản á, và hai cái bộ trang phục này hiện tại thì chị đang không thấy thuyết phục được như là cái bộ đầu mà chị đã biết em. Chị đang cảm giác là cái tiết mục của em nó sẽ rất thuận mắt nếu mà nó là một cái nhạc kịch. Em sẽ lắng nghe cái sự góp ý của ban giám khảo để tiếp tục phát triển. Ừ, được vô đi rồi nghe. Chủ đề của em chọn nó chính là con rồng cháu tiên. Ý tưởng bộ trang phục em đó chính là Lạc Long Quân diệt Ngưu Tinh. Chất liệu chính của em làm được bộ trang phục đó chính là simili. Đó là một trong chất liệu mà ưa thích của em. Và bộ đầu tiên mốc thời gian là Lạc Long Quân đang chiến đấu với Ngưu Tinh. Khi người mẫu diễn thì sẽ xả tóc, diễn là chiến đấu sẽ đung đưa tóc qua lại. Và cái tà là một cái đuôi phía sau là thể hiện cho nó là một cái chiến trường. Và bộ trang phục thứ hai là Lạc Long Quân đã đánh bại Ngưu Tinh. Em muốn cho đội mẫn và có giáp tạo nên bộ trang phục tổng thể mạnh mẽ. Cái bộ trang phục mà với cái tà này
thì nhìn cũng thú vị đó. Nhưng mà để sắp xếp đầu tiên ra đứng trụ hình ở ngoài sân khấu nha, là phải có một dàn ekip xếp phía sau. Cái sân khấu cũng phải có chiều sâu mới thả được cái tà này. Xong đi mà đánh một cái vòng này thì cũng đòi hỏi cái sân khấu cũng phải tương đối rộng. Chứ nếu bề ngang sân khấu hẹp thì anh nghĩ đánh vòng thì cũng hơi khó. Cho nếu trong trường hợp đó thì mình có cách xử lý nào cái tà này nó luôn thẳng thẳng phiêu ra để mình thấy được hết cái hình trên đây không? Đưa một cái thanh cứng gì vào đó trong cái tà sẽ nó cố định lại hơn, là đi nó sẽ xoay qua thì nó sẽ xoay qua luôn. Thật ra là lo gì, nhà sản xuất vừa xí tiếu mà làm sân khấu nhỏ sao mà nhà sợ. Và anh đang nhìn trong những cái portfolio của em thì thực sự những cái chi tiết mà em lên cho những cái bộ mà liên quan đến cái giáp và đặc biệt là những cái chi tiết cứng, như ví dụ có cái bộ khảm xà cừ ở đây, là anh đang thấy cách em đi rất là hiệu quả. Cho nên đối với anh, cái trường hợp của em thì là một cái trường hợp anh đang thấy thu hút về idea trình diễn và mình cảm thấy mình rất đồng điệu. Và cái thứ hai nữa là anh đang thấy được cái sự khả thi của em trong chính profile của em. Có thể ngày hôm nay em chưa thuyết trình được trọn vẹn cái ý tưởng của em và cái profile của em đang là cái yếu tố mạnh nhất để thuyết phục anh có thể chọn em đi tiếp. Cái mà anh vừa khen đó là em với bạn đồng hành với nhau để làm à? Rồi ok, ý là có công rồi sẽ yên tâm rồi. Thật ra là khi mà Tứ xuất hiện ở đây á, anh hơi bất ngờ tại vì bạn vừa winner một cuộc thi với bộ khảm xà cừ thì anh không biết lý do tại sao mà em lại muốn tham gia ở một cái cuộc thi này vừa tích tắc luôn, vừa được trao giải như tuần trước xong. Kiểu như em muốn ở một vị trí cao của cuộc thi nào đó rồi mình không dám thi một thi khác, bước ra khỏi vòng an toàn của mình. Em muốn đến với đấu trường Miss Universe này để khẳng định mình một lần nữa. Đây là một cái điểm cộng của em đối với chị luôn. Tại vì thật ra nếu mà xét về trên một cái bản vẽ không á, thì hiện tại hai cái bản vẽ của em đối với chị nó ở dạng vừa đủ cân nhắc nếu mà lựa chọn. Mặc dù cái portfolio của em rất rất là tốt luôn, trong một cái tâm lý mà lỡ em không được vào top 10 dạng design thì em có cảm giác là hối hận nếu mà mình vừa quán quân mình lại tham gia một cái cuộc thi này nữa không? Không, đối với em thì không, tại vì mình cũng đã làm hết khả năng của mình rồi. Tại trạng design này thì bạn sẽ có những cái trải nghiệm mới hơn về nghề thiết kế thời trang. Em có thể làm những bộ trang phục rất đẹp, anh Dennis vừa khen, nhưng mà em lại không có khả năng thuyết trình quá dõng dạc. Thì làm sao em trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng và em được ngồi ghế mentor hay làm ghế master để có thể ngồi để hướng dẫn những bạn sau này? Thì đây cũng sẽ là một cái trải nghiệm để sau này nếu Tứ được va chạm nhiều hơn, có được cho mình cái kinh nghiệm cũng như là giỏi cái tài ăn nói hơn, thì anh nghĩ đây cũng sẽ là một cái trải nghiệm tốt cho Tứ. Mà anh nghĩ em tham gia vô còn là trải nghiệm tốt cho anh nữa, mai mốt anh sẽ bắt mấy nhà thiết kế là dự trù kích thước để anh làm cái sân khấu luôn. Chứ còn không thôi là không biết đường. Thật ra là mình vừa nói về sketch thời trang, đồng nghĩa với cái việc đó, em sẽ thể hiện và kể câu chuyện đó bằng cái những nét vẽ sketch của em. Chứ mình không có liệt kê hay mình note quá nhiều trên đây. Rõ ràng đó, nó nếu mà là một bản vẽ kỹ thuật thì em có thể note tất cả những cái chi tiết để em có thể hình thành nên bộ trang phục. Nhưng mà còn cái này nó đang là một bản vẽ thời trang, thì đối với anh một bản vẽ thời trang như vậy thì không đủ đạt chuẩn để có thể bước tiếp vào vòng trong. Đẹp thì rất đẹp, vẽ rất đẹp, còn cái tính khả thi và hiện thực hóa hai bộ trang phục này anh đang e ngại hơi khá nhiều. Anh đang thấy là giống như là nó đang không có điểm bám giữa những cái detail của em á, giống như anh đang không biết là hai cái này nó sẽ bám vào đâu trên cái bộ trang phục của mình. Thực sự trong cái đề bài này của em, anh đang không thấy tính độc đáo và mang cái tính Việt Nam nó được nặng đó. Và dù sao mục tiêu của mình cũng phải truyền bá được những trang phục dân tộc và những cái ý nghĩa của nó, ý bằng một cách nào đấy mình phải thông điệp ra bên ngoài về cái yếu tố đặc trưng Việt Nam nhiều hơn, thì cái đấy là anh khá là tiếc. Tại vì rõ ràng em là một thí sinh có năng lực đó và em chưa được có cơ hội để em triển khai thêm sâu thêm thôi. Không có chắc ăn là sẽ làm được. Khi mà anh nhìn cái bộ trang phục của em á, anh có thấy những cái điều vô lý ở trên đó, cũng như là cái cách mà mình phân tích cái đề tài á, nó chưa thật sự triệt để. Giống như lúc nãy anh có góp ý với em á, là đừng hở nha. Anh đã nhắc bài tới mức như vậy rồi mà em vẽ vẫn rất hở. Tại thật ra là mình hở một cách tinh tế nó sẽ đẹp, nhưng mà rõ ràng á, cả hai bộ trang phục luôn nó gọi là hở bạo luôn. Anh bị tiếc á, là anh tiếc cho là em vẽ quá đẹp, nhưng mà là cái cách em triển khai và em tư duy lại bị yếu quá. Khi mà anh nhìn hai mẫu trang phục nữa, anh hơi bị tiếc á, là tại sao em lại dùng hai cái shape của hai cái bộ đồ nó y chang nhau. Mình đang là phát triển để thành một bộ sưu tập. Tất nhiên anh hiểu được em sử dụng hai vị tướng để em có thể làm, nhưng mà là
có chăng đi nữa nó có khác nhau ở cái mấn một xíu, nó khác nhau ở hình chim lạc một xíu. Nên cái này đó là anh nghĩ là Hương sẽ rút kinh nghiệm. Thật ra anh biết khả năng của Hương á, khi mà anh nhìn portfolio của em á, anh thấy em có khả năng làm được đồ đẹp luôn á, chứ không phải là làm được đồ đâu. Nhưng mà khi mà mình phát triển ý tưởng, mình có hai cơ hội, mình có hai vòng thi. Một vòng thi đầu tiên và vòng thi thứ hai phải nâng cấp lên. Thì rõ ràng là hai cái bộ trang phục của em nó lại không nâng cấp. Dạ em xin kính chào ban giám khảo ạ. Tên là Nguyễn Duy Hậu, em sinh năm 2003 và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em mang đến mini collection lấy chủ đề từ sen trong giếng ngọc. Sen là một loại hoa thanh cao, nó được trồng trong giếng ngọc thì nó lại càng cao quý hơn. Em đã sử dụng hình ảnh hoa sen, form dáng như là áo dài, áo yếm để kết hợp lên cả hai bộ trang phục của mình. Bộ trang phục đầu tiên chất liệu là in 3D cái phần sóng nước. Tại áo thì em sẽ sử dụng vải kết gườm lên để có thể là tạo cái độ ombre cho hai cánh sen từ màu vàng sang màu trắng. Cái hiệu ứng trình diễn cho sân khấu đó chính là ở những cái phần lá sen này thì em sẽ cho nó đổ ngọc, đồng thời là đổ chung với cái tấm vải này. Thì tấm vải này em xử lý đó chính là thêu chỉ vàng lên họa tiết hoa sen. Về bộ trang phục thứ hai thì em sử dụng phong dáng là áo yếm. Cái phần quần váy dưới đây thì em sẽ sử dụng một cái khung bằng tre. Bên ngoài thì em xử lý là đan dây, mà trên dây đó thì em sẽ kết ngọc lên và thả tua rua ngọc xuống. Cái tà trước này thì em sẽ xử lý là thêu một lớp gấm ở trên, và cái lớp ở dưới đó chính là simili. Và em sẽ xử lý là lấy kéo cắt những cái phần vải mà có họa tiết hoa sen thì nó sẽ cho một cái độ ánh lên. Hiệu ứng trình diễn cho cái bộ trang phục này đó chính là hai phần nón quai thao được em xếp đặt ở bên phần hông, thì nó sẽ là lúc đầu nó sẽ gặp lại và sau đó nó sẽ bung ra cho thấy được một vườn hoa sen trong đó. Em xin cảm ơn. Hơi mâu thuẫn giữa những cái sản phẩm mà em đã thực hiện thực tế trước đây với một bản vẽ xem như là trong một thời gian ngắn của em để giải cái đề này. Cái độ chỉnh chu trong những cái sản phẩm mà em đã thực hiện á thì nó rất là tốt. Còn cái bản vẽ này á thì đối với chị á nó vẫn đủ để cho chị hiểu được hết, nhưng mà nó đang thiếu cái sự đầu tư. Nó có một cái lý do gì cái việc này xảy ra không? Thật ra đây là hai bản vẽ em thực hiện vẽ tay sau hơn 3 năm em không vẽ tay. Vì đây là thời đại của công nghệ cho nên là em sẽ sử dụng những cái phần mềm vẽ trên iPad nhiều hơn. Vẽ tay không phải là một lợi thế, nhưng mà em tin là với những cái trải nghiệm và kinh nghiệm của bản thân thì em tự tin em có thể hoàn thành cả hai bộ trang phục một cách xuất sắc hơn bản vẽ. Sự anh nhìn bằng kia anh không thuyết phục, xong rồi anh mới phải mở portfolio của em ra. Tại vì anh rất sợ bị mất nhân tài trong chương trình này, em hiểu không? Thế là anh phải cố căng tai anh ra để nghe. Anh thấy có cái thú vị trong cái ý tưởng của em, có một cái tư duy nó thú vị về cái mặt kết cấu, thì nó sẽ là cái yếu tố rất là tốt để cho anh tận dụng những cái đó để anh mang lên sân khấu. Đấy là những cái sự cố gắng trong phạm vi của anh để anh tự thuyết phục bản thân mình rằng là những cái portfolio của em nó đang rất là thực tế. Bây giờ anh cũng đang rất là phân vân, anh nghĩ là rất là mơ hồ. Bản thân anh cũng thừa biết là tụi em đang là những bạn trẻ trong thời đại 4.0. Các em á vẽ trên máy rất đẹp, nhưng mà khi mà vẽ trên sketch như vậy thì đúng nha. Phải nói là thể hiện được rõ thực lực của các bạn luôn. Hậu đang rất là khá và yếu khi mà trình bày một cái ý tưởng trên một cái bản sketch như vậy. Mình làm như thế nào để lột tả được hết cho mọi người thấy thì rõ ràng em vẫn chưa làm được. Thật sự nha, trên bản vẽ này thì rõ ràng là không thuyết phục được anh đâu. Cơ bản là chị vẫn là một người mà chị sẽ chấm trên cái nội dung ý tưởng trước. Có một cái em nói á, là chị đánh giá cao, em nói tới phần nào là em rất rõ ràng là cái phần đấy em sẽ làm như thế nào. Cái đấy là cái minh chứng khá là tốt cho một người mà chuyên thực chiến, cũng là một cái yếu tố rất là tốt mà chị sẽ cân nhắc về em. Dạ, em cảm ơn chị. Cho tụi anh thêm thời gian suy nghĩ nha. Dạ, xin chào mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Minh Triết và chủ đề em chọn là con rồng cháu tiên ạ. Thì em quyết định là làm một cái góc nhìn nó dễ nhận diện nhất có thể, nhìn vào là sẽ biết liền là ID đó luôn. Em đã chọn làm về ô cơ và đàn quân. Ở lúc đầu tiên thì em chọn là những cái tông màu sáng như là màu trắng và màu vàng, thể hiện cái sự trong sáng lúc mà ô cơ và đàn quân vừa gặp nhau thì nó sẽ là tình yêu đơn thuần. Sang tới lúc thứ hai thì bắt đầu là tình yêu đó nó trở nên cái sự có trách nhiệm với gia đình. Sử dụng những tông màu như là màu đỏ và màu nâu tăng cái phần mạnh cho bộ đồ, bộ trang phục hơn, và làm cho bộ đồ kiểu nó trở nên mạnh hơn và nó trở nên quyền lực hơn một xíu. Còn về phần cánh ở phía sau thì em đang tính là thể đẩy bánh xe cho mẫu dễ di chuyển. Còn về phần hiệu ứng sân khấu của bộ trang phục thì em dự tính ở lúc thứ nhất là mẫu sẽ cầm gậy và múa rồng. Còn về trang phục thứ hai thì em đang muốn là một trang phục thuần truyền thống, có độ hoành tráng và chỉnh chu.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chị đã thích những cái bài của em vốn vẽ rồi và chị đang muốn phân tích theo cái hướng mà trình diễn về thực tế có cái sự phát triển ở cái vòng thi số 2 đối với chị, và em còn đủ thời gian để em phát triển thêm cái bài thứ nhất nữa, tại vì chị nhớ là bài thứ nhất của em vẽ ở vòng 1 là chưa được cái lên màu chỉnh chu như thế này. Chị rất thích hai bài thi của em. Dạ, cảm ơn chị ạ. Anh Dennis vừa bảo là bài này là vẽ ao trình nãy giờ. Xuất sắc nhất từ nãy giờ luôn. Thật sự luôn á. Một bạn mà từ cái portfolio cho đến cái hình vẽ trên kia đều nó nhất quán và thuyết phục anh tuyệt đối luôn. Có đủ sự chắc chắn cho em, ít nhất là từ phía anh nha. Đặc biệt là vào với Miss Universe Việt Nam thì mọi thứ nó sẽ có rất nhiều sân chơi và rất nhiều đất cho em sáng tạo nữa. Anh tin em làm được tốt nữa. Tuy nhiên ấy thì khi vào vòng sâu bên trong để mà thực sự mà mình thiết kế ra trang phục để trình diễn vào sân khấu thì anh chỉ muốn là bây giờ về kỹ năng này, về trình độ thứ của em, về mức độ làm thì anh tin tưởng rồi. Tuy nhiên thì về cái định hướng nha, phải nhắc nhẹ vào cái định hướng của chúng ta là cần những cái bộ mà có được cái tính ứng dụng nó cao hơn và thời trang hơn nữa, nhưng mà vẫn phải giữ những cái trò trick của em đang rất tốt, phải giữ hết. Nhưng mà ý là ở đây cái phần mặc trên người ấy có một cái tư duy nào đấy để nó vừa đủ lại. Về trick thì anh thấy quá thuyết phục rồi nha. Phát huy cái gãy này. Nó là một cái phần trình diễn mà nó rời á, là hoàn toàn người mẫu có thể xuất hiện không cầm cái đó, mà nó được bố trí sẵn trên sân khấu với một cái cảnh nào đó. Khi walk xong về có thể lấy cái đạo cụ đó ra và làm để mà có lợi cho người mẫu, chứ không phải nhất thiết là từ đầu tới cuối phải cầm cái này quên. Nếu bộ trang phục từ đầu mình xuất hiện mà nó có cái tính thời trang cao hơn, đơn giản hơn, khán giả sẽ không có sự đề phòng. Mà khi người ta không đề phòng mà em làm một cú nữa thì cái sự bất ngờ nó sẽ khiến tạo được cái sự thu hút cho cái bộ trang phục của em hơn. Thì đó là những cái trick mà mình có thể làm và ứng dụng trên sân khấu năm nay. Tụi anh sẽ đầu tư một cái bối cảnh và những cái sự dàn dựng, những cái sự chuẩn bị để mà tụi em hoàn toàn có thể kể được những câu chuyện, và với nhiều cái sự bất ngờ thay đổi, có thể bất ngờ từ bộ trang phục, có thể bất ngờ từ chính những đạo cụ đang nằm sẵn trên sân khấu mà khán giả không hề nghĩ là tụi em sẽ sử dụng. Kính chào ban giám khảo, con là Lê Nguyễn Cần Thắng, năm nay con 12 tuổi. Trời, chú gần gấp 3 lần của con rồi con. Trời ơi trời, dưỡng thân, trời ơi. Thấy chưa, quá giỏi đi. Xuất sắc. Có ba mẹ đi kèm dắt con đi không? Dạ mẹ con về rồi. Ừ rồi chúc ai đưa con về? Dạ mẹ con. Chúc là mẹ quay lại đúng không? Dạ. Ekip đợi mẹ bạn đón mới cho bạn về nha. Rồi ok, nói đi con. Dạ, ý tưởng của con là về con gồng cháu tiên tên là Thiên Nữ Âu Lạc. Khung hoa sen con sử dụng chất liệu là vải loan, lấy hình ảnh hoa sen là hình ảnh truyền thống và kết hợp với hình ảnh hiện đại là những cái tia này ở trên hình. Mấy cái tia này sẽ có đèn chớp, khi mà người mẫu bước ra là người mẫu sẽ bắt đèn từ trong cánh gà, khi mà đi ra tới sân khấu là sẽ tắt đèn dần lại để lộ ra cánh hoa sen. Chất liệu chính để con thực hiện bộ trang phục là simili. Dạ phần cái chỉnh. Chú hỏi nè, hồi đó giờ con có làm bộ nào chưa hay đó giờ con vẽ thôi? Dạ con vô top làm đồ một lần. Con giỏi luôn, vô top 30 là con dữ dội lắm luôn á. Khi mà nhìn cái mẫu thiết kế đầu tiên của em á, cảm giác á là phần cấu tứ về em phân tích á nó khá là hay, nhưng mà rõ ràng á đúng là sẽ bị thiếu kinh nghiệm, thiếu đi sự tư duy về kiến thức. Mình thật ra là mình sẽ trau dồi từ từ, thật ra mới 12 tuổi mà hoàn thành những cái mẫu sketch như vậy thì quá là chuẩn rồi, nhưng mà so với mặt bằng chung hiện tại bây giờ thì mình vẫn còn hơi nhẹ đô hơn một xíu. Cả hai tác phẩm á, nó đều cùng một shape hết, một bố cục hết, tức là mình đang bị thiếu cái sự phân tách cũng như là sự phát triển từ một bộ trang phục trở thành một bộ sưu tập. Mình sẽ phải cố gắng trau dồi hơn nhiều về kiến thức. Thật ra là mình còn quá nhiều thời gian để mình trau dồi, mà cứ chờ kết quả từ ban giám khảo nha. Cái bài đầu tiên của con lúc mà con vẽ chỉ có phát chì á, cô đã chọn, tại vì trên cái bài của con á con ghi rất là nhiều cái hiệu ứng mà con mong muốn, thì cô đang đánh giá rất là cao ở cái cách mà tư duy của con ở bên lề những cái bộ của mình á, là con là muốn là nó như thế nào con đều liệt kê ra hết. Thì đối với cô thì đó là cái một cái tố chất rất là quan trọng để sau này con có thể phát triển. Thì ở trong vòng thứ hai á thì có thể là lúc mà mình bắt đầu phát triển và yêu cầu nhiều hơn ở một cái nhà thiết kế á, thì có thể là mình đang chưa đủ kinh nghiệm. Cô nghĩ là con sẽ có thể tiến sâu hơn, nhưng mà ở một thời điểm khác. Cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn em. Trời ơi, một cậu bé 15 tuổi hả? Ủa mày, em 15 tuổi hả? Chết quý thân ấy, gì vậy? Em xin chào các vị ban giám khảo. Em tên là Cù Hoàng Long, ban tổ chức cho với chủ đề là sen trong giếng ngọc.
Các chất liệu em sử dụng ở trong hai bộ trang phục này chính là phi hai da in chuyển nhiệt, cùng với đó là van kính xếp ly, sau đó sẽ xử lý chất liệu là đính kết làm sao cho nó thành những cái đường sóng nước, cũng như là sử dụng các van kính để thêu cũng như là đắp nổi thành những cái bông hoa sen, như là trên tay chúng ta mọc ra những bông hoa sen thể hiện cho cái là sen mọc trong giếng ngọc. Bộ trang phục đầu tiên thì em sử dụng đó là form từ ngoài Bắc, thì giống như chúng ta đã thấy thì đó là một cái phần mấn, sau đó là kết hợp với đó chính là phần cài của nón, những cái nón hầu đồng để thể hiện rõ về cái nét văn hóa ngoài Bắc, cũng như là kết hợp phần yếm thì em đã rã cấu trúc bông hoa sen ra và in chuyển nhiệt cũng như là xử lý chất liệu trên đó làm sao cho hai phần đây sẽ là hai cánh sen, cũng như là phần lá sen sẽ áp nổi thành một hình cái yếm. Phần dưới thì em sẽ sử dụng là in chuyển nhiệt cũng như là thêu lên họa tiết thủy ba, và phần dưới là sử dụng van kính, sau đó là dập ly cũng như là đính kết tạo hình thành hình sóng nước. Phần này thì em sẽ sử dụng là táp ta dập ly cũng như là tạo phần độ xòe là may váy 360. Với phần tiếp theo thì em sử dụng phong dáng đến từ miền Nam, đó chính là một phong áo nhìn nó hiện đại hơn. Với phần suốt thì em làm cho phần suốt cao hơn cũng như là cho nó có một cái tính thời trang trong đó, cũng như là phần tà thì em cũng sẽ sử dụng như phần tà bên đây chính là in chuyển nhiệt, sau đó kết hợp với lại von kính xếp ly cũng như tạo hình sóng nước. Phần bông sen thì cũng sẽ là von kính xếp tạo hình thành hình bông sen. Phần trình diễn thì em sẽ thay thế những phần bông sen này thành những cái cánh sen, sau khi mà người mẫu ra ụp tay vậy cũng sẽ mở ra thành một cái hình bông sen như là hoa sen đang nở. Phần này sẽ là người mẫu sẽ được khoác một cái áo về von kính để tạo ra một cái độ mờ mờ ảo ảo cho khán giả không thấy được, và khi tới đó người mẫu sẽ lột ra và xoay múa. Thì em xin kết thúc phần thuyết trình của mình. Cảm ơn. Cái bài hôm nay của em vẽ đó đúng là nó có phần hơi đơn giản, nhưng mà chính vì nó đơn giản như vậy cho nên là nó tạo cho anh và Đen một cái cảm giác là có thể phát triển theo cái hướng mà tụi anh đang mong muốn tìm kiếm của mùa năm nay, đó là một bộ dạ hội thật là đẹp, và sau đó nó sẽ có những cái chi tiết đủ tinh tế nhưng mà đủ mạnh để người ta liên tưởng tới một câu chuyện văn hóa. Thì anh hy vọng là ở đây tụi anh chỉ đang test cái kỹ năng của một nhà thiết kế ở chỗ em thôi, đây chưa phải là cái bài chính thức để mà tụi em sẽ tạo ra cho các thí sinh của Miss Universe Việt Nam 2024. Cho nên anh đang thấy em có cái tiềm năng để có thể thực hiện được cái mong muốn mà tụi anh đang tìm kiếm cho mùa năm nay. Thì hy vọng là em sẽ kiên nhẫn chờ lại tới cuối giờ để tụi anh công bố kết quả. Thứ nhất là anh nhìn vô anh chưa thấy sen trong giếng ngọc ở đây, ngoại trừ hai cái bông sen ở trên đầu gối của cổ. Dạ. Và cái thứ hai là về mặt thẩm mỹ thì anh nghĩ là chưa đẹp, và đòi hỏi cái cô người mẫu em chọn phải là cô người mẫu có chân rất là dài, thì mặc bộ này mới may ra là nó mới có thể được đẹp thôi, còn không là nó đang bị mất cổ, mất các phần á, nó đang không thật sự đẹp lắm. Xin chào ban giám khảo, em tên Đặng Hoài Phong, em 20 tuổi và em được đến từ Vĩnh Long à. Cho anh hỏi cái này, hầu hết các bức vẽ của em về mấy bộ đồ sen này đó là không thấy tay người mẫu. Anh muốn hỏi là khi trình diễn cô người mẫu này sẽ để tay ở đâu, và nếu mà liệu mà mình cho hai cái tay thòng ra ngoài thì cái bộ đồ này sẽ ra làm sao, hay là người mẫu sẽ phải để tay phía sau? Bởi vì cái phần vai phía trước nó khá là to, một là em sẽ để tay bên mẫu phía trước hoặc là để thẳng qua phía sau ạ. Vậy là coi như xuyên suốt quá trình trình diễn là cô người mẫu sẽ không có đưa tay ra luôn, thì mới giữ được cái form của cái cánh sen ở phía trước ngực. Còn nếu mà mình để hai cái tay ra nó sẽ chèn lên cái cánh sen, nó bị cái phần nách. Thì đúng, liệu là cái thẩm mỹ nó còn không? Nếu mà với bộ trang phục này thì nghĩa là khi lên sân khấu trình diễn là cô người mẫu sẽ phải để tay phía sau hết để giữ được cái form đồ. Thì liệu nó có đang bị hạn chế về cái việc là mất hai cái tay này hay không? Dạ, em cũng chừa một phần cách eo ngay chân eo khoảng nhỏ để bằng mẫu có thể đưa tay ra phía trước, tại vì thời lượng của chương trình khá là có hạn, cho nên là em tập trung vào những cái phần quan trọng nhất của tác phẩm, cho nên là em xin lỗi vì em còn thiếu sót ạ. Xin chào quý ban giám khảo, em tên Nguyễn Huy Hoàng, đến với Trạng Design em mang đến hai tác phẩm với chủ đề Con Rồng Chó Tiên. Anh thì anh không có làm trong nghề thiết kế và thi công này, cho nên em cho phép anh được hỏi mấy câu hơi ngô nghê tí xíu nha. Thứ nhất á, là về mặt trước thì nó như vậy, thì anh thấy có con rồng với con phượng rồi, nhưng anh đang thắc mắc là nếu khi người mẫu quay ngược cái lưng ra để đi trở vào thì cái sau lưng nó như thế nào, và nó có liệu nó có thẩm mỹ hay không, cái phần giao nhau giữa con rồng và con phượng nó sẽ là cái phần ra làm sao, và cái động cơ nó sẽ như thế nào, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong hình mình vẽ nó đang lý tưởng, một cái là cái tà đang tung lên, mình thấy nó sẽ cân đối với phần trên phần dưới, nhưng khi mình thực hiện thực á, cái vải này nó rũ xuống thì có phải vô tình làm cho phần trên nó bị bự hơn phần dưới khá nhiều hay không, thì đó là cái thắc mắc của anh khi nó ra cái bộ đồ thật. Dạ, với bộ thứ nhất thì ở phần phía sau thì em sẽ cố gắng làm thêm một cái phần quạt để xoay, khi xoay sẽ tạo ra một thước phim về trống đồng và đất nước Việt Nam, giới thiệu về một khoảng ba hình ảnh nguyên của cái một màn hình LED ở đằng sau. Dạ, lưng đúng của rồi em. Wow.
Em xin chào các chị ban giám khảo, em tên là Trần Anh Vũ. Như em thích mọi người em gọi em với cái tên là Trần An Vi. Và đề tài em chọn là sen trong giếng ngọc. Vì em thích đóa hoa sen trắng, một đóa sen thuần khiết, mong manh nhưng không dễ vỡ và nó rất là thanh tao. Nhưng với đề tài hôm nay thì em muốn chọn là lá và nhụy để em phát triển đề tài của mình lên để làm được bộ sưu tập này. Dáng em sẽ lấy phương pháp dáng trước, đã chỉ đầm đua cá, có set, yếm và những cái đầm phơm dáng A. Là với mẫu đầu tiên thì em sẽ làm một chiếc váy phơm suông A. Bên trong em sẽ lý chất liệu là von tơ mỏng và chuyển kết chuyển màu. Bên ngoài sẽ là một đính kết là những cái phần trúc, cụm trúc để giống như những cái gân sen chuyển màu từ vàng xuống đen, giống như từ trên vàng chuyển xuống ánh đen như ánh bùn mà những cái đó sen đứng ở trên cái vũng bùn đó. Và phía trên cổ em sẽ nhấn màu vàng gold để những là người phụ nữ luôn mạnh mẽ, luôn kiên cường bất khuất. Và mẫu thiết kế thứ hai là em chọn là chất liệu là latex để xử lý phần phơm dáng áo này và đính full đá lọc giống một chiếc áo giáp của một người phụ nữ, và nó vẫn là áo yếm và phần dưới sẽ là quần ống le và vẫn chuyển màu của cái gân sen lên để giống như mình sẽ thấy là tuy mạnh mẽ nhưng vẫn có phần nhẹ nhàng và gợi cảm ít trong đó. Và đến mẫu thiết kế cuối cùng là mẫu phơm áo dạ hội của em, nó là phơm corset đầm đuôi cá. Khi các anh chị có thể nhìn thấy là tuy nó là phơm đuôi cá rất là phương Tây nhưng không thể thiếu phần thuần khiết của Việt Nam mình là chiếc áo yếm sơ lý và cái tà von phía sau nó rất là nhẹ nhàng, nó thật cương nhu hòa hợp với nhau. Nó sẽ có những vừa chất liệu von tơ, chất liệu latex và cái phần chữ chân váy đuôi cá thì em xử lý là vi mờ để in chuyển màu và đính kết trên nó. Em muốn nó có sự cương nhu hòa hợp, có chất liệu cứng và chất liệu mềm để xử lý trong nó nhiều hơn. Và màu gam chủ đạo chính của em là màu vàng gold và màu xanh lá, giống như nhụy và lá của sen. Và bộ sưu tập em muốn nói lên nữ quyền của người phụ nữ lúc nào cũng mạnh mẽ và khao khát được sống đúng với chính bản ngã của mình, luôn phát triển mạnh mẽ lên từ bụng bùn mà đi lên. Em xin hết. Cái mini collection này của em siêu đẹp, siêu thời trang nhưng đang hoàn toàn thiếu cái tính văn hóa dân tộc. Em không biết nên là vẽ mẫu về thuần về dân tộc hay là sẽ thuần về high fashion, thì em sẽ nghĩ là thay vì tất cả các bạn khác đều làm về dân tộc như em vẫn giữ những chiếc áo yếm hay những cái đầm dáng yếm A là phần chủ đạo của em. Dân tộc không thể là mình chỉ cần làm những bộ đồ phải lồng lộn, em chỉ cần nó là high fashion, có thể trình diễn được, ứng dụng được. Chủ đề của Miss Universe Việt Nam 2024 năm nay đó là xây dựng những bộ trang phục dân tộc dựa trên các điển cố điển tích. Hiện nay em chỉ lấy một cái hình tượng hoa sen cũng không có quá rõ, cho nên là ở đây nếu mà nói thì tất cả các hãng thời trang high fashion khác họ vẫn có thể là sử dụng hình tượng lá sen này, nhưng mà nó không kể được cái câu chuyện sen trong giếng ngọc. Tụi anh đang tìm một cái sự cân bằng fashion và văn hóa dân tộc, và tụi anh đang muốn là càng ngày cái tính fashion nó sẽ càng cao hơn trong cái bộ trang phục dân tộc này. Nhưng ở đây của em tính fashion nó rất cao, nhưng mà cái tính văn hóa dân tộc và cái câu chuyện mình kể được thông qua cái bộ này, nếu em không nói thì thật ra không ai liên tưởng tới luôn. Thì cái thông điệp của em nó sẽ bị yếu. Khi mình đưa cái bộ trang phục này ra quốc tế, bạn bè quốc tế sẽ không có hiểu được, mà người ta chỉ nhìn đây là những bộ trang phục thời trang rất đẹp mà thôi. Thì anh thấy em đang bị yếu là yếu cái chỗ đó, bởi vì cái sự lựa chọn giữa cái tỷ lệ văn hóa dân tộc và tỷ lệ thời trang của mình nó đang hơi bị lệch. Bình thường ngày xưa là em làm đồ rất là hơi nó bị over á, nên bây giờ em mọi thứ em muốn nên em khi mà em đã làm quá nhiều thì em muốn tiết chế lại, nên em không còn giữ được over đó nữa. Mà nếu em được đi vòng trong thì muốn over thì em sẽ over. Mà anh chưa biết là em sẽ over tới cỡ nào cơ, chứ over là gu của anh cơ, lố là gu của anh cơ. Tham gia một cái cuộc thi, Vi phải hiểu được cái đề bài và giải được cái đề bài đó. Thì rõ ràng á, cái cách mà Vi sử dụng những cái vật liệu để vẽ lên trên một cái sketch đó là Vi quá thông minh đi. Vi cho mọi người thấy một cái sự khác biệt của bạn. Nhưng mà rõ ràng á, quay ngược lại, khi bạn có một cái sự khác biệt rồi, mọi người sẽ vẫn phải kỳ vọng và đòi hỏi Vi nhiều hơn nữa. Thì bản thân Vi lại cho mọi người lại những cái option quá đơn giản. Thật ra là một cái đầm yếm phơm suông hay là một cái áo yếm mặc chung với một cái quần ống loe á, nó đã quá đi vào một cái lối mòn rồi. Nên đó là lý do tại sao mà anh có những cái góp ý với Vi. Nhưng mà Công rất là mong sẽ được đồng hành cùng Vi trong dịp sắp tới. Đã biết nhau rồi và mình cũng có từng, Công đã từng thấy những cái phục model của Vi khá là chỉnh chu và khá là hoành tráng. Thì Công nghĩ rằng với khả năng này thì Vi cũng có khả năng để được bước tiếp vào vòng sau. Thì Công rất là mong gặp Vi ở vòng sau. Dạ em xin chào Trạng Design, em xin chào quý vị giám khảo. Em tên là Phạm Minh Hiếu, đề bài là sen trong giếng ngọc. Thì em đã liền ngay suy nghĩ tới hình tượng hoa sen, mặc dù nó cũng khá là cơ bản. Nhưng mà đối với em thì hoa sen thể hiện cho sự thanh cao, sự cao quý. Và thế mạnh của em là nghiêng về phần phong dáng trang phục và màu sắc. Thì em đã khai thác triệt để về phần phong dáng trang phục ở trong hai bản sketch này, sử dụng kết hợp giữa trang phục người phụ nữ vùng Bắc Bộ, cả hình ảnh hoa sen. Em đã cách điệu phần yếm và phần áo tứ thân thành hình tượng hoa sen và lá sen, khai thác phần váy lĩnh thành một phong váy mới mẻ hơn một chút. Sketch thứ hai thì em có sử dụng phần corset lá sen, phần lá sen có thể là thành một cái đuôi dài quét ra đằng sau luôn.
sự liên kết giữa hai trang phục này là màu sắc và phong dáng hình tượng hoa sen, lá sen. Về phần chất liệu ở đây thì chủ yếu là em sử dụng taffeta, organza và simili. Ở bản sketch đầu tiên, về phần chiếc lọng thì em có vẽ là hình ảnh nước, thì em có thể là sử dụng simili, em có thể khò simili và kết hợp đổ resin. Nó sẽ thể hiện được là cái độ cứng ở trên phần nón, nhưng mà ở cái phần rũ xuống nó vẫn mềm mại như là nước. Thì phần hoa sen dùng phương pháp may lộn, xong rồi em sẽ bỏ xốp Eva vào để tạo được cái độ dày của cánh hoa. Ở hai bản sketch này, hiệu ứng trình diễn của em là hai cô gái sẽ đứng trong một cái đầm sen, nó sẽ rất là thơ mộng, lung linh, huyền ảo luôn. Thì từng cô sẽ đi ra, bản sketch đầu tiên thì nước ở trong cái lọng, thì cô đó đi ra thì cô đó đi trên cái mặt hồ luôn. Đi trên cái mặt hồ thì cái nước nó sẽ động trên cái mặt hồ, đi tới đâu thì nước sẽ động tới đó. Và cô đó sẽ thả, giật cái dây thả cái nước nó sẽ đổ xuống. Còn bản sketch thứ hai thì cô gái sẽ đi ra một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển, giống như là đang đi trong một giữa một cái hồ nước vậy. Dạ em xin hết ạ. Do là cũng khá là lâu rồi em chưa vẽ tay lại, nhưng mà em dám khẳng định với ban giám khảo rằng là em có thể làm đẹp hơn rất nhiều trên đối với sketch. Làm sao chàng design sẽ tài trợ cho những chiếc iPad để có thể vẽ máy. Phần ôm ở dưới đuôi nè, nó sẽ khiến cho người mẫu hơi khó di chuyển tí xíu. Dạ. Cho nên nó sẽ tùy thuộc vào phần trình diễn của em sẽ dàn dựng cho bạn này có đi nhiều mà đi dài mà đi dài không. Nhiều khi là đi 4 tiếng đồng hồ chứ hết cái sân khấu thì nó hơi mệt cho phần sân khấu của anh thôi. Cái phần trình diễn của cô này nó tỉnh hơn một tí, khoảng cách đi hơi ngắn một tí, thì anh nghĩ đây cũng là một bộ trang phục hiệu quả. Theo cách xử lý trang phục của em thì cái phần vòng váy em sẽ không làm ôm ở phần đuôi, em sẽ làm suông xuống luôn. Nhìn nó sẽ thời trang hơn một chút, thì nó sẽ có một cái độ rộng ở dưới để cô gái có thể di chuyển. Có một điểm mà chị thích á, em làm cho hai cái bộ vừa giống nhau mà vừa khác nhau á. Chị muốn chọn em á vì cái polio của em á nó mang yếu tố ứng dụng thời trang rất là mạnh, và đó là một trong những cái tiêu chí á mà lúc mà tụi chị bàn bạc á thì đã có đề ra. Thấy ở đây em đang có một cái rất là thú vị. Bình thường xen trong giếng ngọc, mọi người giải đề thường là cứ đi theo những cái tông trắng, tông xanh các thứ, nhưng mà em lại người đầu tiên dùng cái tông đen vào. Cái màu đen của em sẽ không làm cho nó trở nên u ám, mà trái lại tăng cái độ tương phản lên. Tư duy kiểu như vậy thường là tư duy sẽ khá là tốt khi sang mảng thời trang ứng dụng, tạo điểm nhấn nhưng mà không phải những cái thứ nó quá ố dề. Nếu mà phát triển tốt thì có thể cân bằng được hai yếu tố, vừa thời trang ứng dụng lẫn trang phục dân tộc một cách hiệu quả. Cho anh hỏi thêm vài câu ngô nghê tí xíu nữa thôi. Ở trên đây em nói là em sẽ sử dụng simili, em khò để tạo cái hiệu ứng của cái làn nước. Khò nó sẽ quéo, nếu xử lý không khéo thì nó sẽ bị lem nhem. Cái này thì em có từng xử lý rồi, em có từng làm rồi, thì em nên là em mới tự tin để em đưa vào bản sketch. Cái điều anh thấy thông minh ở cái phần đuôi váy này nè, người mẫu hoàn toàn có thể mang giày đôn cao lên rất nhiều để tạo được cái hiệu ứng là cái đôi chân rất là dài. Thì đó là cái điều anh thích của bộ này, và tính thời trang của bộ này nó nằm ở chỗ này. Cảm ơn em. Em xin chào ban giám khảo, em tên là Lương Đức Minh. Thiết kế của em được lấy ý tưởng từ nữ trang nguyên đầu tiên của Việt Nam, bà là bà Nguyễn Thị Duệ. Với bộ trang phục đầu tiên thì em sẽ lấy ý tưởng từ cột mốc đầu tiên của bà là bà Đỗ Trạng Nguyên và nữ trang nguyên đầu tiên của Việt Nam. Do là lấy hình ảnh từ một trạng nguyên nên là em sẽ dùng những item như là mũ cánh chuồn, áo viên lĩnh. Em sẽ thêu và in chim hạc và hoa sen là những hình ảnh tượng trưng cho sự thanh cao, liêm khiết và sự thông thái. Chim hạc thì sẽ tượng trưng cho quan văn thời xưa. Hiệu ứng trình diễn của bộ trang phục này thì cuốn sách sẽ phát sáng và người mẫu có thể giả vờ như là đang viết chữ ở trên đó. Qua bộ trang phục thứ hai thì em lấy ý tưởng từ khi bà được phong làm tinh phi của vua Mạc. Em sử dụng là phông dáng là áo dài, là một cái phông dáng rất là quen thuộc, nhưng mà em sẽ cách điệu lại để phù hợp hơn, tính thời trang hơn. Nhìn bộ trang phục thì mọi người sẽ thấy cái quyển sách rất là lớn, thì tượng trưng cho tri thức và tinh thần ham học hỏi của bà. Cách xử lý của em thì vẫn là như bộ trang phục trước, là in và thêu 3D nổi lên để tăng cái sự sang trọng cũng như là cho tính liên kết giữa hai bộ trang phục với nhau. Chất liệu em dùng sẽ là gấm, organza hoặc là von mờ để vừa sang trọng mà vừa có thể bay bổng, giống như là cái chủ đề mà em chọn là sen trong giếng ngọc. Khi mà người mẫu đi ra thì hai cái số hai bên sẽ được cuộn lên, và khi mà đi ra thì sẽ buông tay thì hai số sẽ tụt xuống, giống như là hai cái câu đối mà với giám khảo làm lúc sáng ở trong kia. Và cái màu sắc em chọn là màu đen, tông đen, vàng và trắng, là tượng trưng cho cái tờ giấy thi của các sĩ tử ngày xưa, là màu đen là mực, còn màu trắng và vàng là tượng trưng cho cái màu của giấy thi. Dạ, em xin hết phần thuyết trình của mình. Với hai cái bản vẽ này của em, thật ra nó đủ rõ ràng và đủ chi tiết ước tính được cái tính khả thi của bộ trang phục này rồi. Nó không có cái gì để chê, mà thật ra nó cũng không có cái gì để tụi anh phải wow hay khen. Đối với anh thì anh không có gì để hỏi thêm, anh chỉ còn cân nhắc giữa em với các bạn khác để coi lựa chọn ai thôi.
em thì em xin phép là được khen. Tại vì á, bạn đang giải một cái đề rất là hay. Thì khi mà bạn giải một cái đề về một cái vị quan như vậy á, thì em thấy nó là một cái điểm sáng và một cái cách giải đề cực kỳ thông minh. Chọn những cái màu sắc đó, nó cũng là một cái mà để cho em tách riêng so với top 30. Kể về câu chuyện xe trong giếng ngọc như vậy á, anh thấy nó là một cái điều thú vị. Và anh nghĩ là anh sẽ dành một phiếu ưu tiên cho em để em có thể được vào vòng trong. Cảm ơn ạ. Mục tiêu của anh với mọi người vẫn là đề cao cái tính ứng dụng ấy, vẫn dễ mặc và thể hiện được ở những cái dịp khác chứ không chỉ trên sân khấu trình diễn của National Costume. Nhưng mà đến cái trường hợp của em thì thực sự rõ ràng cái bộ đồ của em nó không có cái tính ứng dụng như lúc đầu anh đang chia sẻ. Anh mới nhận ra là thực ra bản chất cái bộ trang phục này nó có tính ứng dụng hay không thì anh nhìn nhận nó sẽ có tính ứng dụng ngoài cái sân khấu National Costume. Đó chính là thảm đỏ lớn ở ngoài kia, những bạn bè quốc tế. Và khi mà những người mặc những cái bộ trang phục này lên trên những thảm đỏ quốc tế thì sẽ là một cách quảng bá rất là mạnh mẽ để cho người ta thấy cái sự unique, sự độc bản riêng của cái văn hóa mà Việt Nam mà em sử dụng trên bộ trang phục rất hiệu quả. Cái này là một concept rất là chặt và vì cách giải đề rất là khôn ngoan này, cộng thêm cái màu sắc em chơi rất là khéo léo nên thành ra là đã kích được cho bản thân anh là nhìn vào đây là anh đã có cả âm nhạc trong đầu luôn rồi á. Nên giữ cái style này của em, đối với anh là anh có một cái vé cho em rồi đó. Dạ em cảm ơn anh. Ok, okay. Thích lắm, thích lắm. Xin chào quý vị ban giám khảo, em là Nguyễn Hùng Bảo. Khi đến với cuộc thi thì em lựa chọn chủ đề là sen trong giếng ngọc, đặt để vào yếu tố truyền thống, thời trang và yếu tố thời trang trình diễn. Em có bỏ vào cá tính thời trang của mình, chú trọng đặt để về hình ảnh. Em chia ra làm hai thái cực, đó là thái cực giữa sen và nước. Thái cực còn lại đó là giếng và ngọc. Sen và nước tượng trưng cho cái sự mềm mại, giếng và ngọc thì tượng trưng cho cái sự rắn rỏi, và nó đại diện cho hai cái thái cực của người phụ nữ và đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam. Về cái bản sketch ở phía tay trái thì em có mang đến một cái hiệu ứng, đó là hiệu ứng đập gạch. Bạn người mẫu khi mà bước ra trình diễn thì sẽ có một cái màn tung những cái viên gạch ra thì thể hiện cho cái sự là phá bỏ những cái rào cản về định kiến giới, về định kiến xã hội. Bộ thiết kế còn lại nó sẽ có cái hiệu ứng về hiệu ứng chuyển động là những cái cánh sen ở phía trên đung đưa khi mà người mẫu di chuyển. Bộ này sen trong giếng ngọc nè, là hai cái tay thọt ra đường nào là thọt hai cái lỗ hai bên cái giếng thì anh chưa biết là cái hiệu ứng mình làm liệu nó có. Thật ra cái phần tay em đã có thiết kế là cái một cái khối hình hình trụ, cái khoảng trống để mà mình có thể đưa tay ra ngoài. Là thọt hai cái lỗ trong cái giếng, thọt tay ra. Khi bạn người mẫu bước ra thì cái tay nó vẫn là ở phía trong. Sau đó bạn tung ra, tung từ từ. Dạ. Cái tà cái váy đồ nè, thí dụ mà bắt hai cái tay bỏ trong cái giếng mà lỡ cái tà nó vướng vô đôi giày là không có cái gì để gỡ. Cho nên là cho hai cái tay ra ngoài là thấy cũng ok rồi. Nhưng mà thực ra cái phương án mà xử lý cái giếng che hết cái phần trên này nè, anh đang thấy nó không phải là phương án xử lý thông minh. Nhưng mà hiện tại mình đang che hầu hết các phần cơ thể của người mẫu và chỉ ló cái mặt người mẫu ra một phần lỗ ở trên cái gạch đó thôi. Thì anh đang thấy nó chưa phải là một cách xử lý thông minh diễn tả được câu chuyện trang phục, thể hiện được cái sắc đẹp của hoa hậu nữa. Trong cái quan niệm của mình á thì người ta hay ví von á là người con gái giống như là một cái bình rượu mơ của bố thì thường là sẽ được cất giữ, nên là em muốn là cái hình ảnh đầu tiên á là nó sẽ bí ẩn một xíu, thì nó chỉ là hở nhẹ nhẹ thôi, thấy là có một cái cô gái đang đứng ở trong thì không biết là cô này đang sẽ làm gì ta. Và còn cái hiệu ứng bất ngờ là đập tan cái bức tường, thể hiện ra cái bộ trang phục bên trong. Xử lý cái giếng này mà nó có thể thí dụ nó thấp hơn một tí, đừng có che quá nhiều, thì anh nghĩ nó sẽ ổn hơn là che hết cao hơn cả cái mặt như thế này. Lúc mà làm bài thi á thì em cũng suy nghĩ thì làm sao để tôn lên được cái dáng người của người phụ nữ, thì em mới sử dụng cái dáng là có thắt eo, cái độ bung nhẹ để mà có nhìn rồi, vẫn thấy được cái giếng không? Đây giống lô cốt đây. Giống cái lô không, cốt. Anh nghĩ là ý tưởng này hay nhưng mà mình sẽ xử lý nó lại thành cái phần này thôi. Nó đừng có quá cao. Dạ. Thì nó sẽ không có bị cái này, còn nếu mà cao như vậy thì vô tình người mẫu đi ra nó sẽ thành một cái vật dụng gì đó chứ nó không hay nữa. Cái hiệu ứng đập gạch để chuyển của em thì cụ thể nó như nào, em có thể giải thích thêm được không? Lúc mà đập á thì nó sẽ là những cái mảnh ở phía trước. Thì khi mà đập hết những cái mảnh phía trước rồi, nó sẽ tạo nên một cái form váy là từ ở bên hai bên hông thì vẫn có những cái viên gạch để cho biết là đây là trước đây nó là một cái giếng có cái khoảng hở. Thế nào thì em sẽ làm những cái viên gạch bằng có maybe là có thể là cái chất liệu bên trong của nó là bằng xốp, xong rồi em sẽ xếp nó một cách là sát nhau để nó tăng cái độ là độ căng của cái vật liệu đó, rồi khi đẩy ra thì nó sẽ là tự động nó rớt ra.
Lúc nãy anh với chị Mon khi mà xem cái bản thảo đầu tiên nè, anh chị Mon nói một cái câu vừa đùa mà vừa thật là thật sự là đúng là sen trong giếng ngọc nha. Một cái mà giải đề vừa thật mà vừa siêu thật nữa, bị che cơ thể người mẫu quá nhiều thì rõ ràng mình nên tiết chế lại phần đó. Mình biết mình đưa cái tôi, cái cá tính của mình vào trong những cái thiết kế đó là tốt, nhưng mà rõ ràng mình phải cân đối lại cuộc thi này và những cuộc thi khác, hoặc là khi mà em làm đồ cho khách hàng nó cũng sẽ phải là những cái nương theo những cái tiêu chí của người ta nữa. Các mẫu thiết kế cũng như là cách chơi màu của em thì anh khá là thích. Và khi xem phục body của em là quán quân của một cuộc thi trước đó rồi, mình tham gia một cuộc thi nữa thì có thể là năm nay là cuộc thi của anh Tiến thật sự là on star nha. Với cái profile của em hiện tại, với cái kinh nghiệm cũng như là cái sức trẻ của em, với cái sự quyết tâm của em nữa, em đến đây là vì 100 triệu của anh Tiến thì không thể nào em không làm được những cái mẫu thiết kế này trở nên gọi là lộng lẫy trên sân khấu được. Anh thích nha em, vì mục tiêu đó anh chọn em rồi đó. Cảm ơn em. Bộ đầu tiên em lấy ý tưởng từ hình ảnh của con rồng. Thì con rồng trong văn hóa Việt Nam á, nó ngoài cái việc là nó mang thể hiện cái tính hùng mạnh, hào khí của người Việt Nam, khi mà cái cô người mẫu ấy, cổ đi ra, cổ trình diễn á, thì cổ phải mang một cái tinh thần là quyết chiến. Cổ phải đùng cho em, cổ bung bắn bung lụa cho em. Thì ở đây em hai cái đầu rồng này ấy, thì em muốn là bên trong nó sẽ là một cái động cơ có thể bắn ra ribbon và pháo giấy ạ. Thì sau đó cái bộ trang phục Verdet là bộ trang phục mà nó sẽ hơi đầm thắm lại một xíu, nó hơi nghiêm nghị một chút để tạo một cái điểm lắng cho khán giả. Thì cái bộ này em lấy tưởng từ đôi cánh nè. Thì đôi cánh trong văn hóa của Việt Nam mình ấy thì nó tượng trưng cho sự hòa bình, bao dung, tương thân, tương ái. Điểm đặc biệt trên cái bộ trang phục này ấy là ngay cái tay ấy, nó sẽ là những cái dải ribbon màu đỏ. Thì nó tượng trưng cho những cái sợi chỉ đỏ để mà kết nối đồng bào dân tộc lại với nhau. Anh cảm ấn tượng với bộ này tại vì em vẽ cái phần cái đôi giày và cái mũi chân anh rất là thích, người mẫu duỗi thẳng cái mũi chân xuống. Cái bộ này anh nghĩ là nếu mà xuất hiện với hình ảnh là treo lơ lửng nó sẽ cực kỳ đẹp, mà cái mũi chân phải được duỗi thẳng vậy. Đời treo người mẫu. Và cái cô người mẫu này nếu xuất hiện ra không có cánh mà lại treo lơ lửng bên trên, hai con rồng này phun lửa chẳng hạn, thí dụ bộ này là tượng trưng cho thần lửa đi, bộ này thần nước đi, bên đỏ bên xanh đi chẳng hạn, hai phần thử thách nó treo lên thì anh nghĩ nó sẽ cực kỳ ấn tượng. Hai cái bức vẽ của em á thì nó rất là phản ánh cái công việc hiện tại của em đang là họa sĩ minh họa. Chị thấy em nói về cái bản vẽ của mình á thì nó đang ở cái cách mà em vẽ tới đâu là em sẽ nghĩ ra một cái câu chuyện tới đấy. Và thực ra nó khiến cho cái bản vẽ của em á, nhất là cái bản đầu tiên, nó rất là dễ thương, nó rất là dễ có cảm tình. Như cái cách mà em mong muốn cái hiệu ứng của hai cái tay của cái bạn người mẫu từ cái đầu rồng mà bắn ra vậy đó. Trong một cái khoảng thời gian mà tụi chị đưa ra là nó sẽ có nhiều cái mà em có thể thể hiện hơn. Ví dụ như là cái phần màu sắc mà chị nghĩ lẽ ra vốn em là một họa sĩ á, thì cái này nó phải là thế mạnh của em. Dạ, yeah, cái này là lỗi của em tại vì là vẽ không kịp ạ. Cho nên là... Cái động lực nào khiến em đang là một họa sĩ minh họa đi thi một cái trạng design? Em thấy là mình chưa đủ kỹ năng. Thì ra em mới 24 tuổi thôi, tụi em còn quá nhỏ đi. 24 tuổi thôi, còn quá nhỏ để mà có thể hiểu hết được nhiều khía cạnh trong nghề. Cho nên là em muốn đi thi để muốn xem những cái bạn khác tài năng họ tới đâu, và mình so mình với họ. Mình thấy là tôi đang ở đây và họ đang ở đây. Thì thật ra tính em là người kiểu hơn thua á. Không, em không có hơn thua, không, em chỉ muốn hơn thôi, okay, em không có muốn thua. Cho nên là em thấy họ đang ở đây thì em phải bằng mọi cố gắng em phải leo lên tới đây hoặc là hơn họ nữa. Lúc thi thì anh thấy em có mang một cái bộ màu rất là xinh đi, mà có hơn các bạn là em đang có một cái bộ màu mà anh thấy rất là đẹp luôn á. Nhưng mà tại sao ở đây thì cái bài thi của em không sử dụng màu sắc? Em có biết là em đang đánh mất đi cái sự thu hút trong cái bài của em vì thiếu màu sắc không? Mà rõ ràng em có màu sắc. Thật ra thì cái bộ màu đó em đem theo để lấy vía thôi. Không, em không có ý định xài. Bây giờ cái tánh mình là hay hơn thua, muốn biết người ta tài năng cỡ nào đúng không? Lỡ mà không được chọn vô vòng trong thì tập 2, tập 3, tập 4 gì đó nhớ coi cho kỹ để biết người ta tài hơn mình cỡ nào, năm sau đi thi tiếp nha. Nhưng mà hơn thua là khi mà nhìn mặt bằng chung á, ai cũng tô màu thì mình phải tô màu, mình chứ. Tô màu mình hỏng rồi em. Trời ơi. Phải rút kinh nghiệm nha. Cảm ơn em. Và xin chào tất cả ban giám khảo, em tên là Bùi Hoàng Ân.
và chủ đề em chọn là sen trong giếng ngọc. Bộ trang phục lần này thì em muốn tập trung xử lý vào form dáng và không mang vác nặng nề nữa. Đầu tiên thì là cái phần tùng váy phía sau thì em, mọi người thấy bản vẽ nó chỉ có như vậy thôi, nhưng mà hiện tại thì em đã nghiên cứu được cái động cơ để cho những cái miếng vải đó chuyển động giống như những cái lá sen mà chuyển động đu đưa nhẹ vào buổi sáng. Bông sen thì cái phần áo thì em sẽ sử dụng chất liệu là latex xong rồi khò để tạo form áo. Phần bông sen thì em sẽ làm bằng hoa resin và nó có thể chuyển động nở ra nó vô được. Em muốn khi trình diễn thì cô này giống như là đang đứng ở một cái đầm sen, thì em muốn sen là sẽ trong suốt và màu trắng hết, sẽ đánh đèn ven ở phía sau, xong rồi cô này sẽ bắt đầu múa, xong rồi cô này sẽ chuyển động nhẹ nhàng thì những cái phần lá xung quanh cái phần tùng váy của cô này cũng chuyển động theo cô đó luôn, thì bông sen nó sẽ nở ra nó vô theo cô. Và tới bộ thứ hai thì người mẫu sẽ đứng sẵn trên set. Sâu hơn về cái câu sen trong giếng ngọc, em có làm một cái lớp áo bên ngoài là mô phỏng lại cái lá sen bằng giấy, xong rồi người mẫu sẽ xé toạc cái lá sen và bước ra thì bên trong là một cái người trạng nguyên đổ đạt. Và em chọn màu sắc ở đây là màu đỏ để thể hiện cái sự mà rực rỡ đổ đạt của vinh quy của cái người này. Trong cái bài này của mình đó, thì chị đang rất là thích cách em mà em khá thông minh đó, để em lợi dụng những cái này gọi là cái thủ thuật của sách mock up để em có thể trình bày được cái ID của em. Thì đây là một cái chị đánh giá cao. Hai cái bản vẽ của em á, thì đối với chị nó đều là một cái vừa đủ và hài hòa. Nghĩa là em chỉ sử dụng rất là nhiều cái chất liệu quen thuộc của Việt Nam mình, nhưng mà nó ở trong cái mức là chị có thể chấp nhận được. Và chị đang có một cái sự chú ý đối với cái sự thông minh này của em. Và chị hy vọng á, là ví dụ nếu em được chọn thì em có thể có những cái chi tiết rất là nhỏ như vậy thôi mà em ứng dụng được vào những cái bộ trang phục với cái màn trình diễn của mình. Dạ, yeah. Cực kỳ thích bộ này của em. Anh thấy cái tính thời trang nó cũng rất là cao. Muốn đi một cái sự kiện nào đó, gỡ cái phần tà phía sau ra, gỡ cái nón ra là có một bộ đồ rất là fashion để đi thôi, để lấy luôn. Anh chỉ đang lăn tăn một tí xíu em xử lý cái lá sen lật ngược này như thế nào để cho nó không có bị hở hang quá trong quá trình trình diễn thôi. Thì đó sẽ là cái kỹ thuật em sẽ cần phải làm. Yeah. Nghĩa là nó phải giữ được cái form này thì nó mới đẹp. Còn lật ngược như vậy mà không giữ được cái form này thì nó sẽ không đẹp và nó sẽ hơi bị nhạy cảm. Còn lại tất cả mọi thứ là về mặt thời trang đánh giá rất cao, và đặc biệt là cái kiểu ống quần này sẽ ăn gian được chiều cao cho người mẫu nè, mang được cái dây đôi giày lên rất là cao. Còn không, nếu mà cái này mà đôi chân thì chắc chỉ có Thanh Hằng mới mặc được bộ này thôi. Chúc mừng em. Dạ. Em tên là Đặng Trần Trí, em chọn ý tưởng sen trong giếng ngọc. Em muốn sử dụng hình ảnh ẩn dụ về đức tính của con người. Tinh thần của người Việt Nam là nhỏ bé nhưng thông minh và kiên cường à. Sử dụng phương pháp thiết kế là bất đối xứng. Những cái bộ trang phục này là em cũng lấy cảm hứng từ trang phục của người phụ nữ miền Bắc, kết hợp với những hình ảnh ẩn dụ của hoa sen, lá sen. Bộ trang phục đầu tiên thì cái hình ảnh nó rõ ràng hơn, nhưng mà sang bộ trang phục thứ hai em muốn ấn tượng hơn, cho nên em đã kết hợp hình ảnh trắng đen, một bên màu và một bên trắng đen. Thì cái phần trắng đen em xử lý sử dụng những chất liệu xuyên thấu, kết hợp với dựng form và dựng rộng 3D để cho tạo cái cảm giác đổ xếp nếp và miêu tả cụ thể nhất hình ảnh, để mọi người có thể liên tưởng được tới hình ảnh của hoa sen, và từ đó liên kết tới phần ý tưởng của em là sen trong giếng ngọc. Trên cái bài thi của mình nó đang có một vài vết xém, thì đó là do em cố ý hay là có cái gì ở đây? Dạ, do em cố ý. Những cái màu sắc của em sử dụng là những cái màu nó khá trầm, nó khá là khô và mộc mạc. Thì em cũng muốn đưa đến cho ban giám khảo cái cảm giác là cái phác thảo của em nó cũng có một cái gì đó nó cổ xưa, và cái màu sắc nó liên kết với lại bộ trang phục. Mảng đen này ấy, cái ý nghĩa để em diễn họa cái mảng đen này là gì? Em có bê nó ra bên ngoài như một cái phần của trang phục luôn không? Hay là đây em diễn họa? Dạ có ạ. Nửa phần phía bên em tô màu sẽ là dựng form trang phục, còn nửa phần còn lại để minh họa cho cái chất liệu xuyên thấu mà em muốn làm. Ý là em muốn làm bút đối xứng, một bên là vải, còn một bên là chất liệu xuyên thấu và dựng rộng. Tất cả những cái nét trắng của cái bộ số 2 á, ở bên cái phần mảng đen là một cái vật xuyên thấu của cái bộ bên trong đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Là nó lớp lan từng lớp.
Anh rất thích những cái tiểu tiết mà em đang add vào bài thi của mình. Mình đang build up những cái chi tiết dù là nhỏ nhất nhưng mà nó đang đậm thêm cái concept với sự khác biệt của mình, thì nó rất là thông minh. Bài vẽ này thực sự anh đang chưa thấy tập trung được vào cái bài diễn của em, tại vì thực sự nó đang là một cái làm anh phân tán rất là nhiều. Hai cái phần, hai bên cái phần váy nó đang không hợp lý tí xíu, có nghĩa là thông thường người ta sẽ thích gì đó nó đối xứng hoặc là cân đối, còn nếu nó bất đối xứng thì nó phải có một cái lý do rõ ràng. Ở đây anh đang thấy cái phần buộc này của em nó chưa có một cái dụng ý rõ ràng và chưa có một cái hiệu ứng đủ mạnh để làm tôn bộ trang phục này lên. Cho nên anh nghĩ nếu mà cái chỗ này em cứ làm cho nó ngắn cỡ này luôn thì không chừng bộ trang phục nó sẽ đẹp hơn. Anh đang tưởng tượng trong đầu anh vậy thôi. Với anh thì bộ này nó vẫn là một bộ có thể làm thời trang được, nhưng mà cái phần buộc ở đây của em thì anh chưa hiểu rõ dụng ý và chưa hiểu rõ được cái effect của nó như thế nào thôi. Thích cái cách thể hiện sketch của bạn, vẽ nhìn nó rất là feel, nó rất là nghệ sĩ. Mà trong cái nghệ sĩ đó nó lại vẫn có những cái cấu trúc của quần áo. Khi mà em nhìn vô cái sketch của bạn, ngay cả cái sketch đầu tiên cho tới cái sketch thứ hai đó, thì rõ ràng đó là em mường tượng được bạn sẽ làm cái bộ trang phục sẽ như thế nào và bộ trang phục đó có đẹp hay không. Thì đối với bản thân em á, em thấy em có khả năng để giúp bạn thực hiện cái bộ trang phục này trở nên một bộ trang phục đẹp và đúng theo những cái gì bạn đang trình bày. Có thể là với mọi người đi, nó đang bị hơi siêu thực quá. Em vẽ mà em bị nghệ sĩ quá. Khi chúng ta là nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, chúng ta sẽ bớt cái tôi của mình xuống để mình có thể đưa lên cái tính ứng dụng cũng như là cái tính thực thi cao hơn, để cho những người, đây là những người khách hàng tiềm năng của em, họ phải hiểu được những cái bộ đồ này thì họ mới đặt hàng em. Còn nếu mà bản thân anh là nhà thiết kế, em cũng là nhà thiết kế, anh hiểu bộ trang phục của em hiểu bộ trang phục của anh, ai sẽ là người đặt thiết kế của nhau. Đây là một cái sự trải nghiệm để khi mà Trí tham gia những cuộc thi khác, hoặc là khi mà ra để làm nhà thiết kế chuyên nghiệp để đưa ra cho sản phẩm cho khách hàng đó, thì mình sẽ có một cái sự trình bày ưu tú hơn để có thể người ta hiểu được mình hơn. Dạ em cảm ơn anh Công ạ. Bạn này anh thấy cái idea ấy, cái ý tưởng trong trang phục của bạn ấy có cho trình diễn với có biểu diễn ấy, nên anh thực ra anh cũng thích. Không, nhưng mà ít ra trong portfolio đã có sản phẩm thực tế thì nó là một cái lợi thế thật. Nó là một cái lợi thế để mình thấy được là cái mức độ hoàn thiện triển khai của mấy bạn ra thực tế nó là như thế nào. Đó, giống như bạn này này, là một bạn mà em rất thích về phần màu sắc, kể cả ý tưởng cũng có đấy nha. Nhưng mà thực sự xem portfolio xong là em Dennis cũng rất lo lắng nha. Em đang sợ là mình đang bị đánh lạc hướng á. Tức là khi mà thời trang của mình là những cái mà mình sẽ lột tả bằng ngôn ngữ, qua hình thể, qua trang phục, chứ không phải qua lời nói. Có thể em, bản thân em cũng là một người nói cũng khá là hay, dạng dĩ, nhưng mà có những bạn nói không hay, nhưng mà cái bộ trang phục của bạn tốt thì nó cũng sẽ là một cái điểm sáng của mình. Và ngược lại, nếu mà một bạn thuyết trình quá hay nhưng mà bộ trang phục của bạn chưa mang tới giá trị mà mình mong muốn á, thì em nghĩ là mình cũng phải nên cân nhắc lại nữa. Nên khi mà bạn thuyết trình đó mình nghe rất là thuyết phục, nhưng mà rõ ràng là khi mà nhìn soi lại từng chi tiết, từng cái bản á, thì nó rõ ràng nó thiếu cái độ dân gian trong đó, cũng như là thuần túy Việt Nam, và ngay cả hai cái mẫu sketch nó quá tương đồng với nhau á. Em đang đắn đo là nếu mà bạn phát triển một bộ sưu tập khi mà được vào top á, thì nó có được không? Và bây giờ sau phần thảo luận của ban giám khảo thì chúng tôi đã có kết quả của top 10 thí sinh sẽ đi tiếp cùng Trạng Design trên hành trình tìm kiếm ra những nhà thiết kế xuất sắc nhất cho Miss Universe Việt Nam 2024. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc mình sẽ công bố kết quả này cho những thí sinh đang chờ đợi ngoài kia. Xin chào top 30 thí sinh xuất sắc nhất Trạng Design năm 2024. Chúng tôi sẽ không chấm dựa trên cái tài vẽ ai vẽ đẹp hơn, cũng sẽ không chấm trên cái tài ăn nói là ai ăn nói lưu loát hơn. Cái chúng tôi chấm đó là chính là cái ý tưởng của các bạn và cái khả năng các bạn có thể thực thi những bộ trang phục đó thành những sản phẩm hoàn thiện. Thì có một cái ở đây chia sẻ với các anh em thôi, muốn nhắc các bạn vậy. Thứ nhất á, khi mình đi thi những cái cuộc thi như thế này thì bên cạnh những cái việc về ý tưởng, về cái phát thảo, về cái trình bày của mình, thì một trong số những cách để mà chúng ta thể hiện cho ban giám khảo thấy được rằng là chúng ta có khả năng thực thi đó thành bộ trang phục hoàn chỉnh và hoàn thiện nhất, một là trong cái quá trình các bạn thuyết trình, các bạn sẽ phải nói rõ cái cách các bạn sẽ làm như thế nào, cái cách các bạn sẽ xử lý nó như thế nào, cái cách làm sao để các bạn thực thi nó, mua chất liệu ra sao. Đó là một trong những thứ mà chúng tôi sẽ dùng để đánh giá xem các bạn có kinh nghiệm để làm nó hay chưa và cái khả năng các bạn thực thi nó tới đâu. Thứ hai, mình sẽ trình bày những cái thứ mình đã từng làm ra sản phẩm thực tế trong cái portfolio của mình. Ngày hôm nay thì với những cái bạn mà có cùng những cái ý tưởng xem nhau, hoặc là cái trình độ, cái năng lực thể hiện trên bản vẽ cũng như thuyết trình ngang ngang nhau, thì cái chúng tôi sử dụng
để đánh giá và quyết định lựa chọn ai, đó là dựa trên những sản phẩm thực tế mà các bạn đã làm rồi và các bạn thể hiện trong portfolio của mình. Rất mong các bạn sẽ thông cảm ở một chỗ rằng là bởi vì cuộc thi Chàng Design là một cuộc thi nằm trong khuôn khổ của Miss Universe Việt Nam 2024, nghĩa là tất cả những sản phẩm chúng ta sẽ phải làm ra để phục vụ cho tất cả các thí sinh tham dự Miss Universe Việt Nam 2024. Và bởi vì cái ngày từ đây cho tới chung kết nó đã rất cận kề rồi, và vì vậy chúng tôi sẽ cần những nhà thiết kế thực sự có khả năng phát triển và thực thi bộ trang phục đó thành một sản phẩm hoàn thiện. Và cũng chính vì vậy thì bên cạnh tất cả những yếu tố mà chúng tôi xem xét từ trong bản vẽ, từ trong ý tưởng, từ trong cái cách các bạn kể về kinh nghiệm các bạn, thì portfolio cũng là một trong những yếu tố tham khảo để chúng tôi xem mức độ hoàn thiện về sản phẩm của các bạn là như thế nào. Cho nên ngày hôm nay nếu như mà bạn nào không được lựa chọn á, thì các bạn cũng sẽ rút cho mình một cái kinh nghiệm là gì? Đôi khi tự mình phải làm ra một sản phẩm hoàn thiện đó, tự mình phải đầu tư một cái sản phẩm nào đó để mà mình bỏ vào portfolio của mình. Không nhất thiết phải là các danh hiệu. Ở đây chúng tôi sẽ không đánh giá về các danh hiệu, bởi vì thực sự danh hiệu của các bạn ở những cuộc thi khác chưa chắc đã có ý nghĩa và đã có sự phù hợp với cuộc thi này. Nhưng bởi vì những bạn mà tham gia nhiều cuộc thi và có danh hiệu, đôi khi các bạn có nhiều những sản phẩm thực tế đã hoàn thiện rồi và được thể hiện trên hình chụp một cách rất chi tiết, thì nó là một trong số những yếu tố thuận lợi để ban giám khảo dễ dàng biết được là cái khả năng thực thi của các bạn tới đâu. Những bạn nào mà portfolio của mình hay profile của mình mà chưa có nhiều sản phẩm, thì anh nghĩ rằng các bạn nên, một là tham gia nhiều cuộc thi hơn, hai là tạo nhiều cái sản phẩm thực tế hơn bằng cái sự đầu tư của chính bản thân, để portfolio của các bạn có một cái gì đó nó thực tế và ban giám khảo dễ đánh giá hơn. Xin mời các ban giám khảo còn lại sẽ có đôi lời nhận xét và chia sẻ với các bạn trước khi anh sẽ công bố top 10 thí sinh bước vào vòng tiếp theo. Khi anh thấy các bạn đứng trên để thuyết trình một cái bộ trang phục của mình, một bộ sưu tập thực thụ á, thì anh cảm giác là mình đang có những cái đồng nghiệp tương lai của mình đang rất là gần kề rồi. Các bạn có vào top 10 hay đi về, anh tin với cái năng lượng đó, cũng như là với cái sức trẻ đó, cũng như là với những cái tư duy độc đáo đó, thì chắc chắn các bạn sẽ còn phát triển đi được một cái đường khá là dài với nghề. Không có biết nói gì hơn là chúc các bạn là nhiều may mắn, phải nuôi dưỡng cái ước mơ đó thật dài nữa. Ngày hôm nay khi thông báo kết quả sẽ có 20 người dừng chân trong chặng hành trình này, thì đấy cũng là một điều mà Dennis cảm thấy rất là tiếc. Tại vì Dennis trong quá khứ cũng đã trải qua rất là nhiều cuộc thi, và mình cũng đã trải qua những cái cảm giác hồi hộp khi đứng ở vai trò ban giám khảo cùng với tất cả mọi người trong kia. Thực sự Dennis đã rất là khó khăn để có thể lựa chọn, phải đặt để trên rất nhiều yếu tố, vì thực sự ngày hôm nay các bạn đã bước vào top 30 chung cuộc của Trạng Design, thực sự là một điều các bạn nên tự hào. Ngày hôm nay khi được xem những bài thuyết trình, Dennis hoàn toàn bị thuyết phục, truyền được cho Dennis một cái năng lực mà Dennis nghĩ là đây sẽ là nguồn cảm hứng rất là mạnh mẽ để Dennis cùng với tất cả nhà sản xuất này, ban giám khảo sẽ làm nên một đêm diễn National Costume của Miss Universe Việt Nam 2024 thực sự thành công và khiến cho tất cả các bạn tự hào. Cả các bạn ở đây, từ những bạn rất là nhỏ tuổi mà can đảm đi thi, từ những bạn đã đạt được những kết quả và những thành tựu rất là lớn trước đó nhưng mà vẫn xem mình giống như một thí sinh để đi thi hết tất cả các vòng của Chàng Design, thì đối với mình nó giống như là cái nguồn động lực to lớn để mình cảm giác là mình phải quyết tâm để tiếp tục theo đuổi con đường này, để có thể có nhiều cơ hội để đồng hành với các bạn trẻ như bây giờ. Có một điều mà mới phát sinh, anh vừa mới nghĩ ra thôi, cho nên là hy vọng là sau khi anh nói xong thì ekip sản xuất cũng sẽ hỗ trợ anh cái điều này. Đó là 20 bạn không được lựa chọn thì anh sẽ hỗ trợ mỗi bạn một phần quà trị giá là 5 triệu đồng tiền mặt. Bởi vì các bạn đã chờ đợi tới giờ này. Và hy vọng là cuối giờ, sau khi mà các bạn đã lỡ bị từ chối không được chọn vào top 10 á, thì các bạn cũng chịu khó nán lại thêm thời gian để ghi lại số tài khoản cũng như thông tin của các bạn, để phía ban tổ chức sẽ liên hệ và chuyển khoản các bạn. Bởi vì anh không có chuẩn bị trước, cho nên đây không có sẵn bao thư 5 triệu tiền mặt để gửi mấy bạn đâu. Mà tại vì anh thấy là đây là điều anh cần làm, thể hiện cái lòng biết ơn của anh đối với sự tham gia của các bạn nha. Thí sinh đầu tiên, chúc mừng Bùi Hoàng Ân, số báo danh 611. Nguyễn Anh Khương, số báo danh 50. Số 3, Nguyễn Duy Hậu, số báo danh 79. Huỳnh Hữu Quý, 43. Số 5, Phạm Minh Hiếu, 80. Nguyễn Minh Triết, 89. Nguyễn Hùng Bảo, 60. Số 8, Đặng Trần Trí, 100. Nguyễn Ngọc Tứ, 77. Và cuối cùng số 10, Lương Đức Minh, 65. Top 10
của vòng sơ khảo và các bạn sẽ đồng hành tiếp cùng với Trạng Design và với Miss Universe Việt Nam 2024. Tất cả những bạn còn lại, anh cũng vẫn sẽ muốn là được cộng tác với top 20 còn lại của mình trong ngày hôm nay vào một dự án kế tiếp mà anh chuẩn bị công bố. Cảm ơn các bạn. Để bắt đầu cho hành trình tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào một quy trình sản xuất tiếp những chặng tiếp theo của cuộc thi năm nay. Đó chính là chúng ta sẽ làm việc với ekip của Creative Director, Giám đốc sáng tạo, Art Director, Fashion Director về mảng National Costume. Bắt đầu cho 10 đề thi năm nay, đó chính là những điển tích, điển cố và câu chuyện cổ tích của Việt Nam. Chỉ rơi vào từ 2 đến 4 từ thôi. Và ở đây sẽ là những trụ đề mở để cho tất cả các bạn có thể tìm một cách giải đề thông minh, khéo léo nhất. Top 10 thí sinh xuất sắc nhất của Trạng Design gọi tên: Bùi Hoàng Ân với chủ đề Sông Loan, Nguyễn Hùng Bảo với chủ đề Tấm Cám, Phạm Minh Hiếu với chủ đề Xứ Kinh Bắc, Nguyễn Duy Hậu với chủ đề Nhã Nhạc Cung Đình, Nguyễn Ngọc Tứ với chủ đề Nữ Tướng Việt Nam, Đặng Trần Trí với chủ đề Mái Đình Làng Biển, Nguyễn Minh Triết với chủ đề Thánh Giống, Huỳnh Hữu Quý với chủ đề Tết Đoàn Viên, Hoàng Khương với chủ đề Nam Kỳ Lục Tỉnh, Lương Đức Minh với chủ đề Non Sông Gấm Vóc. Các bạn đã có những cái chủ đề trong tay. Đến với thử thách của tập 2, mỗi một chủ đề các bạn sẽ phải làm cho chúng tôi 3 bộ trang phục và thiết kế về ý tưởng bản vẽ 3 bộ trang phục sơ bộ. Và trong thử thách tập 2, các bạn sẽ phải thuyết trình về ý tưởng, cách triển khai, tính khả thi của ý tưởng đó với chúng tôi. Và song song với quá trình các bạn thực hiện bộ trang phục đó, sẽ có host Nguyễn Minh Công cũng như Art Director Mon Đỗ sẽ giúp các bạn hoàn thành phần thi của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem tập đầu tiên của Trạng Design và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo nha.